Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 921, thắng lợi cuối cùng. Ngô Bình cười nói, chúng tôi muốn mua tàu chiến hiện đại, 5 chiếc tàu trục hạm, 2 tàu ngầm và 2 tên lửa đạn đạo và 100 máy bay chiến đấu. Tô Trấn Viêm nói, được, chuyện này chúng ta bàn sau nhé. Sau đó, ông ấy chỉ về phía nước Mễ rồi nói, bên kia có 3 tu sĩ bán thần, hôm nay chúng ta có thể kiểm tra thực lực thật sự của họ. Ngô Bình, chắc thực lực của bán thần chưa bằng tiên quân đâu, cùng lắm thì ngang hoặc thấp hơn chân quân thôi. Nói đến đây, anh hỏi, viện phó Tô, Bắc viện sao rồi, tôi nghe nói có người nước Mễ đến khiêu chiến hả? Tô Trấn Viêm, họ bị tiêu diệt hết rồi. Ngô Bình ngạc nhiên, quả nhiên Bắc viện mạnh thật. Tô Trấn Viêm cười nói, thật ra với thực lực của Long Chủ mà không đến dạy ở Bắc viện thì quá phí. Ngô Bình, dạy học ư? Tô Trấn Viêm, vâng. Chỉ có những tu sĩ có thực lực cao thì mới đủ tư cách giảng dạy ở học viện võ đạo. Nhưng các học sinh ở đấy cũng lắm trò lắm, chắc việc giảng dạy cũng không dễ dàng. Ngô Bình nổi hứng nói, dạy ở đó thì có lợi lộc gì? Tô Trấn Viêm cười nói, nhiều lợi lộc lắm, riêng tài nguyên của học viên thôi đã hơn đứt Côn Luân rồi. Trong lúc hai người đang trò chuyện thì 3 cường giả bán thần của nước Mễ đã đến, một trong số đó là người Đông Doanh, người này có cơ bắp cuồn cuộn. Từng múi cơ đều ẩn chứa sức mạnh khủng bố, ánh mắt thì sắc lạnh. Người Đông Doanh đó lạnh lùng nhìn Ngô Bình với ánh mắt đầy khiêu khích. Ngô Bình, người này kiêu ngạo quá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Trấn Viêm, đó là Kameyama, là cao thủ mà Đông Doanh bỏ rất nhiều tiền để bồi dưỡng, hắn được tôn là quyền hoàng. Ngô Bình cười lạnh nói, có thế này mà cũng dám nhận là quyền hoàng ư. Dứt lời. Ngô Bình đi ra khu thay đồ ở phía sau, có 3 người đi theo anh. Lúc trở ra, Ngô Bình đã đổi sang diện mạo của một người trong số đó, hơn nữa còn mặc đồ của anh ta. Hiện giờ, anh đang cải trang thành Dương Chí Thanh một tông sư hình ý quyền. Anh đi đến trước mặt Tô Trấn Viêm rồi nói, viện phó Tô, tôi lên đánh trận đầu đây. Tô Trấn Viêm giật mình rồi cười nói, hay. Lúc này, có một người đàn ông chọc đầu bước ra từ phía nước Mễ. Ông ta nói, ông Tô, tôi nghĩ bắt đầu luôn thôi. Cuộc so tài hôm nay có 5 vòng đấu, bên nào thắng 3 thì coi như thắng chung cuộc. Hơn nữa, mỗi người chỉ được tham gia 1 vòng đấu. Tô Trấn Viêm, được thôi. Người đàn ông đầu chọc vung tay lên, vòng đấu thứ nhất bắt đầu. Tên đàn ông trải chuốt nhay lên lôi đài rồi liếc mắt tìm Ngô Bình. Ngô Bình biến thành Dương Chí Thanh cũng đã nhảy lên sàn đấu rồi nói, Dương Chí Thanh xin được chỉ giáo. Tên trải chuốt cau mày nói, hạng tôm tép mà cũng dám khiêu chiến tôi ư. Ngô Bình, có phải tôm tép hay không thì cứ đánh đi là biết. Tên trải chuốt hừ một tiếng rồi dậm chân, lao về phía Ngô Bình với tốc độ và sức mạnh rất khủng khiếp. Ngô Bình vào thế hình ý, khi đối thủ tiến lại gần, anh tung một quyền ra. Một tiếng động mạnh vang lên, tên trải chuốt bị đánh bay vài mét rồi ôm ngực. Không chờ hắn hoàn hồn, Ngô Bình đã áp sát rồi chạy vòng tròn xung quanh hắn. Khiến hắn không thể nắm bắt được mục tiêu. Thi thoảng anh lại tung một quyền ra, làm toàn thân tên trải chuốt đau nhói, nhưng không thể né được. Hắn vô cùng giận dữ rồi hét lên, sau đó bật nhảy lên cao. Song vẫn không có tác dụng, khi hắn nhảy lên thì Ngô Bình đã nhảy lên đỉnh đầu hắn, sau đó tung một cú quyết định vào mặt. Hai người cũng ngã khỏi lôi đài, tay của Ngô Bình vẫn ấn trên đỉnh đầu tên trải chuốt. Song, đạo diệp đã rung lên. Các xúc tu của đạo chủng mọc dài ra, xuyên vào tim của tên trải chuốt nhờ tay của Ngô Bình, sau đó móc lấy người tí hon. Người tí hon không thể phản kháng nên bị lôi vào trong người Ngô Bình ngay, quá trình ấy diễn ra quá nhanh, khiến anh cũng phải bất ngờ. Khi mất đi người tí hon, tên trải chuốt như quả bóng bị xì hơi, toàn bộ sức lực biến mất rồi nằm im dưới đất. Hắn trợn tròn mắt rồi hét lên, trả kim đan cho tôi. Ngô Bình cười lạnh một tiếng rồi đánh ngất hắn. Sau đó nhảy lên lôi đài. Người đàn ông đầu chọc của nước Mễ nhăn mặt, theo tin tình báo của ông ta thì bên Thiên Long chỉ có Long chủ Ngô Bình là khó chơi nhất, sao giờ người này cũng lợi hại thế. Tên trải chuốt được khiêng xuống, Ngô Bình quay lại phòng thay đồ rồi khôi phục lại dáng vẻ cũ. Anh trở ra thì Tô Trấn Viêm cười nói, hay, đầu xuôi đuôi lọt. Ngô Bình mỉm cười không nói gì, anh đang tập trung cảm nhận người tí hon trong cơ thể, nói đúng hơn thì là Long hổ kim đan. Dược lực của loại đan dược này rất mạnh, tên trải chuốt gần như không thể hấp thu được, mà chỉ nhờ sức mạnh của kim đan rèn luyện hình thần cho thôi. Nhưng Ngô Bình thì khác, các xúc tu của đạo chủng đã cắm vào kim đan để hấp thu dược lực chính của nó,
sau đó truyền vào trong máu huyết và linh lạc của Ngô Bình, bắt đầu tôi luyện cơ thể và võ hồn của anh. Ngô Bình cảm thấy rất thoải mái, không lâu sau, cơ thể anh đã tràn đầy sức mạnh, giờ anh chỉ muốn đấu với ai đó một trận. Loáng cái, vòng đấu thứ hai đã bắt đầu, người lên sàn là quyền hoàng Kameyama của Đông Doanh. Ngô Bình lên thi đấu, trước đó Kameyama đã uống một viên đan dược, khí tức trong người hắn ta tăng lên gấp nhiều lần, làn da cũng hiện đầy các thần văn màu vàng. Rõ ràng hắn ta đã uống một loại đan dược giúp tăng thực lực, vì đối thủ của hắn ta chính là người mạnh nhất Ngô Bình. Kameyama cười lạnh nói, chịu chết đi, dứt lời hắn ta lập tức xông lên. Hắn ta không hề biết trạng thái hiện giờ của Ngô Bình không thua gì mình, cơ thể anh cùng tràn đầy sức mạnh bùng nổ, chỉ muốn nhanh chóng đánh với ai đó một trận thật đã. Quỳnh! Hai quyền cước va chạm với nhau, sức mạnh của Ngô Bình lớn hơn, Kameyama phải lùi lại vài bước, bàn tay thì đau nói, xương đã có vết nứt. Hắn ta hét lên, lẽ nào sức của hắn ta lại thua Ngô Bình? Ngô Bình không cho hắn ta cơ hội nghỉ ngơi, mà tung tiếp một quyền đến. Ngay sau đó, Kameyama đã bị đánh ngã, Ngô Bình túm tóc hắn ta rồi đấm lia lịa. Bụp! Dù có thể chất tốt đến mấy thì Kameyama cũng không thể chịu nổi. Sau 10 cú đấm của Ngô Bình, đầu Kameyama lệch sang một bên, toàn thân bất động, rõ ràng đã bị đánh chết. Trận thứ hai, Ngô Bình lại thắng. Người đàn ông đầu chọc bên nước Mễ càng nhăn mặt nhiều hơn, ông ta gọi mấy người còn lại đến rồi thì thầm gì đó. Ngô Bình lại vào phòng thay đồ rồi đổi sang diện mạo và thay đồ của người khác. Lần này, anh biến thành Tả Thượng Đức, một đệ tử của chùa Đại Thiên. Chục phút sau, nước Mễ đã cử bán thần của mình ra thi đấu, Ngô Bình nhảy lên lôi đài ứng chiến. Sức mạnh của Kim Đan đã mạnh hơn trước, anh không nhiều lời mà thi triển Cầm Long Thủ ngay. Thực lực của người đó rất mạnh, phải ngang với anh biến của cảnh giới địa tiên, nhưng so với Ngô Bình của bây giờ thì vẫn còn kém xa. Chương 922, Trấn Hung Thú, Ngưng Pháp Bàn. Chưa tới 10 chiêu, Ngô Bình đã hạ được đối thủ và đánh gãy bả vai gã. Người đó hét lên đau đớn rồi đầu hàng, Ngô Bình đã giành thắng lợi ở vòng đấu thứ 3. Kết quả này nằm ngoài dự liệu của nước Mễ, người đàn ông đầu chọc lập tức đen mặt bỏ đi. Bên đó bỏ đi rồi, mọi người của đạo quán lập tức reo hò ăn mừng. Tô Trấn Viêm cười nói, Long chủ vất vả rồi. Ngô Bình, việc nên làm thôi, viện phó Tô, chúng ta đến nơi khác nói chuyện nhé. Tô Trấn Viêm, vâng. Cách đạo quán không xa có một khách sạn rất lớn, họ xây các ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc, Ngô Bình và Tô Trấn Viêm đã đến đó. Ngô Bình lấy trà của mình ra pha rồi nói, viện phó Tô, khi nào thì bí cảnh ngoài biển mở thế? Nếu tôi nhớ không nhầm thì sau khi giành chiến thắng, Thiên Long sẽ được một người đến đó đúng không? Tô Trấn Viêm, khâu chuẩn bị còn cần thời gian rất dài, nhưng cậu cứ yên tâm, không thiếu phần của cậu đâu. Sau đó, Ngô Bình bàn với Tô Trấn Viêm về chuyện mua vũ khí, cùng ý nghĩa chiến lược của tài nguyên khoáng sản Guinea với nước mình. Giữa chừng, Tô Trấn Viêm đã mời Ngô Bình đến Bắc Viện giảng dạy, sau khi suy nghĩ, anh nói nếu rảnh sẽ đến dạy thử. Đôi bên trò chuyện vui vẻ thêm vài tiếng thì chào nhau rồi ra về. Ngô Bình không ở lại Hải Thành mà về khách sạn ở Thiên Kinh luôn. Chu Thanh Nghiên vẫn đang tu luyện, Ngô Bình không làm phiền mà đi sang phòng khác luyện công. Sức mạnh của Long Hổ Kim Đan vẫn đang liên tục dội vào cơ thể anh cần phải nhanh chóng luyện hóa và hấp thu để tăng sức mạnh cho cơ thể và võ hồn của mình. Sau khi tu luyện được một lúc, Ngô Bình cũng chỉ hấp thu được rất ít dược lực của Long Hổ Kim Đan. Đột nhiên, anh nhớ tới yếu tố ngưng tụ pháp bàn thượng thừa. Một trong các yếu tố đó là cần có sức mạnh lớn và ổn định. Vì bản thân pháp bàn rất tiêu hao sức mạnh, không biết Long Hổ Đan có đáp ứng đủ không? Thật ra trong sổ tay Ngọc Hoàng đã biết muốn ngưng tụ pháp bàn thượng thừa thì cần có người thật mạnh ở cạnh giúp sức, sau đó liên tục truyền sức mạnh vào. Nhưng giờ không có ai ở đây nên Ngô Bình chỉ có thể dựa vào sức mình thôi. Nghĩ thế, anh lập tức ngồi xuống rồi mượn sức mạnh của Long Hổ Kim Đan và tâm pháp thượng thừa để ngưng tụ pháp bàn. Quá trình này rất gian nan, Ngô Bình ngồi xuống, muốn khắc chữ pháp của mình vào hư vô, nhưng dù anh có cố thế nào thì cũng không làm được. Cái này khó quá, thấy đã tờ mờ sáng mà mình chẳng có tiến triển gì, Ngô Bình không khỏi cảm thán. Xong. Anh chợt nghĩ ra gì đó rồi lấy một mẩu xương thú hình kiếm ra. Đây là xương thú của vương giả hung thú thời thượng cổ Hồng Hoang, bên trong có bùa chú tiên thiên, anh đã lấy được ở động thần Hắc Thiên. Chỉ ai có thể chất cực mạnh thì mới có thể lĩnh hội được bùa chú trong xương thú, bởi đến Hắc Thiên thần cũng không làm được.
Yếu tố thứ hai trong việc ngưng tụ pháp bản thượng thừa là tìm một vật ký gửi phù hợp, nếu không thì chỉ có thể gửi vào hư vô. Mà gửi pháp vào hư vô thì cực khó, Ngô Bình nghĩ nếu mình hấp thu bìa tiên thiên rồi dùng nó làm gốc, ngưng tụ pháp bản thì có được không nhỉ? Nghĩ là làm, anh cầm mẩu xương thú lên, 10 linh khiếu của anh run bần bật, võ hồn cũng lao ra ngoài, muốn luyện hóa bùa chú tiên thiên. Đúng lúc này, có một luồng khí tức mạnh mẽ từ thời hồng hoang trong mẩu xương thú đã rung lên. Ngô Bình như bị sét đánh, xương tay gãy nát, anh hét lên rồi hộc máu. Mạnh quá, anh thầm thấy kinh ngạc vì bùa chú tiên thiên chỉ phóng ra một khí tức rất nhỏ mà đã có thể khiến anh bị thương nặng. Nhưng tay anh vẫn nắm chặt mẩu xương để thử lại lần nữa. Đúng lúc này, đạo chủng trong người anh lại nhảy lên, vô vàn các xúc tu thuận theo linh lạc tiến tới tay Ngô Bình, sau đó cắm vào xương thú. Mẩu xương rung lên dữ dội, bùa chú tiên thiên chấn động mãnh liệt, các xúc tu vẫn bám chặt vào nó, hai bên giằng co căng thẳng. Mẩu xương này quá mạnh, đến đạo chủng cũng không thể hấp thu được nó ngay. Hơn nữa điều kỳ lạ là bùa tiên thiên cũng đang chuyển từ phản công sang phòng thủ. Ngô Bình hoảng hốt vì chưa từng có chuyện tương tự xảy ra, anh cuống lên rồi lấy một loại quả trong chẵn chữ đồ ra. Đây là quả thiên nguyên, mỗi quả có hơn chục múi, mỗi múi lại có một hạt thiên nguyên. Uống hạt thiên nguyên vào thì sẽ có sức mạnh thiên nguyên. Theo Đại Thần Côn Luân nói thì đây là một trong năm loại sức mạnh của vũ trụ, xuất xứ từ đạo tổ thiên nguyên. Năm xưa, đạo tổ phóng ra một luồng sức mạnh, chúng mọc thành cây thiên nguyên hoặc các thứ khác, khi cây kết trái thì gọi là quả thiên nguyên, hạt của quả này là bảo bối vô giá. Ngô Bình bóp nát quả thiên nguyên để lấy hạt, quả nhiên đạo chủng lại phóng ra các xúc tu để đâm vào hạt, sau đó hấp thu sức mạnh của chúng. Đại Thần Côn Luân từng nói, muốn hấp thu sức mạnh này thì ít nhất cũng phải sau khi đột phá cảnh giới địa tiên tầng thứ ba. Nhưng thể chất của Ngô Bình đã ngang với chân quân rồi nên đương nhiên anh có thể hấp thu được. Loáng cáu, đạo chủng đã hấp thu hết sức mạnh của hạt thiên nguyên. Sau đó, sức mạnh của nó đã tăng lên hẳn, vì vậy có thể khống chế được bùa tiên thiên. Ngô Bình mừng rỡ, anh có ba quả thiên nguyên nên lấy hết luôn ra cho đạo chủng hấp thu một thể. Đạo chủng vui vẻ hấp thu hết ngay, sau đó mẩu xương thú đã vỡ vụn, bùa chú bên trong được lôi vào cơ thể Ngô Bình. Ban đầu, nó rất nóng nảy, không ngừng phản kháng. Xong, bây giờ nó không còn là đối thủ của đạo chủng nữa nên đành ngoan ngoãn lại. Đạo chủng hấp thu sức mạnh thiên nguyên xong thì đã no căng, tuy nó đã kéo bùa tiên thiên vào người Ngô Bình và khống chế được rồi, nhưng không còn sức mà hấp thu luyện hóa nữa. Ngô Bình mừng quính, lập tức mượn sức mạnh của Long Hổ Kim Đan để ngưng tụ pháp bàn nhờ bùa tiên thiên. Lần này, anh đã thuận lợi hơn nhiều. Pháp của anh đã khắc lên lá bùa, tuy lá bùa vẫn phản kháng, nhưng có đạo chủng rồi nên nó đành chấp nhận. Cứ thế, lá bùa dần bình tĩnh lại. Nó vốn là bùa tiên thiên, nhưng sau đó nó dần biến thành một vật thể bay, sau đó biến thành pháp bàn bước đầu. Pháp bàn hình thành rồi trở thành một thứ trong người Ngô Bình, đạo chủng cũng thu các xúc tu lại. Sau đó, pháp bàn bay lên rồi tiến vào linh khiếu thứ 10 của Ngô Bình. Lúc này, anh mở mắt ra thì thấy bên ngoài đã tối đen, thậm chí anh còn không biết mình đã tu luyện bao lâu rồi. Anh bước ra khỏi phòng thì thấy Chu Thanh Nghiên đang ngồi trước máy tính trong phòng khách, anh hỏi, Thanh Nghiên, anh tu luyện bao lâu rồi? Chu Thanh Nghiên, hơn 2 ngày, à Tiểu My và Mỹ Ngọc có đến chơi với em một lúc, chiều này hai đứa đi chơi rồi. Ngô Bình cau mày, tối thế này rồi sao vẫn chưa về? Anh lấy điện thoại ra định gọi cho Ngô My thì Chu Thanh Nghiên nói, anh đừng lo, hai đứa đến nhà Diệp Huyền. Ngô Bình, Diệp Huyền, đến đấy làm gì? Chu Thanh Nghiên, Tiểu My bảo muốn gặp người nổi tiếng, vì thế Diệp Huyền đã mời nửa giới giải trí đến dự tiệc. Ngô Bình, toàn làm trò vớ vẩn. Chương 923, đánh rồi đuổi đi. Chu Thanh Nghiên, có gì đâu anh, giờ chồng em là nhân vật lớn rồi, Diệp Huyền làm vậy cũng để lấy lòng anh thôi mà. Ngô Bình, mấy ngày vừa rồi không có chuyện gì chứ? Chu Thanh Nghiên, không, Tiểu My bảo bà nội đến huyện Minh Dương rồi. Ngô Bình, bà đến rồi à? Xem ra anh phải về một chuyến rồi. Chu Thanh Nghiên, vội gì, chờ Tiểu My rồi mai cùng về. Ngô Bình, Mỹ Ngọc có tham gia cuộc thi hội họa không? Chu Thanh Nghiên, có, nhưng có mấy vị giám khảo hôm qua đã gọi cho Mỹ Ngọc rồi mời cô ấy đi ăn, nhưng em không cho đi. Giờ xem ra cô ấy không được giải rồi. Ngô Bình nổi giận, còn loại giám khảo vớ vẩn như thế à, theo anh thấy, rõ ràng họ có ý đồ xấu. Chu Thanh Nghiên, chuyện thường mà anh. Các cuộc thi hay hiệp hội trong nước bây giờ đều bát nháo hết, Mỹ Ngọc không nên tham gia thì hơn,
Ngô Bình, để anh đi cho họ một trận. Chu Thanh Nghiên, nói ra thì người thuộc giới hội họa đều không đơn giản, họ hay qua lại với giới thương nhân lắm. Ngô Bình, dù có quen với ông trời thì anh cũng phải xử họ. Ngẫm nghĩ thế nào, Ngô Bình nói, đi, chúng ta đi tìm Mỹ Ngọc. Lúc này, những người có tiếng ở nửa giới giải trí đều đến tham dự buổi tiệc của Diệp Huyền. Anh ta là người có tiếng trong giới, hơn nữa thời gian qua phim của Trần Lăng Xương và Lâm Băng Tiên còn nổi tiếng khắp thế giới và thu về mức lợi nhuận là 4 tỷ đô, đứng đầu toàn cầu, cả hai đều nhận giải thưởng mỏi tay. Công ty điện ảnh của Diệp Huyền cũng nổi theo, tầm ảnh hưởng tăng vụt trong giới, giờ anh ta mà có phim gì mới, các ngôi sao nổi tiếng còn đồng ý quay không công luôn. Hiện giờ, đang có cả đám người nổi tiếng vây xung quanh Diệp Huyền để chúc tụng. Đột nhiên có người nói, Diệp Huyền, một năm không gặp mà cậu phất lên nhanh nhỉ. Nghe thấy giọng nói bình bình và có vẻ chế giễu ấy, Diệp Huyền ngẩn ra, sau đó quay lại thì thấy có một người thanh niên trạc tuổi mình đứng lẫn trong đám đông. Nhìn thấy người đó, Diệp Huyền cau mày, hắn xuất ngũ rồi ư. Đó là Lục Kích, một trong bốn cậu ấm ở Thiên Kinh, so ra còn cao hơn anh ta một bậc. Điều kỳ lạ là đến Diệp Huyền cũng không biết Lục Kích có lai lịch thế nào, chỉ biết hắn rất giỏi, là một người không nên dây vào. 3 năm trước, anh ta từng đắc tội với Lục Kích, kết quả là bị hắn đánh cho một trận tơi bời, suýt nữa bay mầu khỏi trái đất. Nếu không nhờ Diệp Thiên Tông ra sức hòa giải, nhờ các nhân vật lớn ra mặt thì Diệp Huyền xong đời rồi. Từ đó trở đi, Diệp Huyền rất sợ người này. Năm ngoái, tự nhiên Lục Kích nhập ngũ, sau đó biến mất hơn 1 năm. Bây giờ, hắn không mời tự đến, không biết định làm gì. Diệp Huyền cười trừ nói, anh Lục, anh đến khi nào thế? Diệp Huyền vội tiến lên chào hỏi với vẻ khách sáo. Lục Kích thờ ơ nói, vừa tới thôi, nghe nói phim của cậu đắt khách lắm nên tôi đến xem thử hàng tép siêu như cậu làm ăn kiểu gì. Diệp Huyền cười xòa nói, nhờ phúc của anh. Lục Kích cười khà khà, phúc của tôi thì liên quan gì đến cậu. Hắn liếc mắt nhìn một vòng rồi dừng lại ở một diễn viên nữ, cô ấy có dáng người rất đẹp, làn da trắng ngần. Lục Kích tiến lại ôm eo cô ấy rồi cười nói, nghệ sĩ của công ty cậu đây à? Tối nay cho theo tôi đi. Diễn viên này thuộc công ty của Diệp Huyền, ngoài Trần Lăng Xương và Lâm Băng Tiên ra thì cô ấy nổi nhất. Mỗi năm đều mang về cho công ty lợi nhuận cả tỷ, vì thế Diệp Huyền nói, anh Lục, như thế không hay cho lắm. Chát! Lục Kích tát thẳng vào mặt Diệp Huyền rồi lạnh giọng nói, không hay. Không hay chỗ nào, cậu nói tôi nghe. Diệp Huyền đã thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn cố nhịn rồi nói, anh Lục, coi như anh nể mặt tôi, đừng động vào cô ấy. Lục Kích cười lạnh, nể mặt cậu ư, trong mắt tôi, cậu làm gì có mặt đâu. Hắn hoàn toàn không coi Diệp Huyền ra gì, thậm chí còn vứt tôn nghiêm của anh ta xuống đất. Đánh đuổi đi. Đột nhiên Diệp Huyền nghe thấy giọng của Ngô Bình, anh ta mừng rỡ ngoảnh lại thì thấy Ngô Bình đã đến từ lúc nào và đang đứng ở phía xa. Anh ta lên tiếng, tiền bối. Ngô Bình lừ mắt, không nghe thấy à, tôi bảo đánh đuổi hắn đi, chát. Diệp Huyền quay lại rồi tát một cái vào mặt Lục Kích. Lục Kích không có tu vi bằng anh ta nên lập tức bị đánh bay, nửa mặt sưng phù, răng rơi lả tả. Hắn bị đánh chi ngu người, mãi sau mới hoàn hồn rồi hét lên, mày dám đánh tao hả? Diệp Huyền có Ngô Bình chống lưng nên không còn sợ gì nữa, tôi đánh anh đấy, làm sao nào? Anh ta xông lên rồi đấm đá túi bụi vào Lục Kích, hắn la hét thảm thiết rồi vội giơ tay xin tha. Diệp Huyền không dám làm quá nên chỉ cắt đứt vài sợi gân của hắn là dừng. Ngô Bình đi tới ra hiệu cho Diệp Huyền dừng lại, sau đó hỏi Lục Kích, không phục à? Lục Kích lườm anh, trừ khi chúng mày đánh chết tao, chứ không thì chưa xong với tao đâu. Hắn là một trong bốn cậu ấm ở Thiên Kinh, chưa bao giờ bị ai tẩn cho bầm dập thế này. Thế mà tên này dám sai Diệp Huyền đánh hắn, nhất định hắn sẽ cho anh chết thật thảm. Ngô Bình cười lớn nói, tôi cho anh cơ hội đấy, lấy điện thoại ra mà gọi người anh nghĩ là mạnh nhất đến. Lục Kích, mày nói đấy nhé. Đừng có hối hận. Hắn lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó. Ngô Bình mặc kệ hắn rồi đi tìm Mỹ Ngọc, hỏi có giảm khảo gọi cho cô à? Mỹ Ngọc gật đầu, chị Thanh Nghiên không cho tôi đi. Ngô Bình gật đầu nói, đưa số đây cho tôi. Mỹ Ngọc đưa điện thoại cho Ngô Bình, anh ấn nút gọi lại, lập tức có một giọng đàn ông vang lên, alo. Ngô Bình không nói gì, mà lẩm bẩm một âm thanh kỳ lạ, người kia hỏi lại, ai thế? Nhưng không lâu sau, ý thức của người đó đã trở nên mơ hồ. Thấy Ngô Bình định thôi miên người đó, chợt có một giọng nói khác trong điện thoại vang lên,
ném điện thoại đi, có người định thôi miên ông đó. Sau đó, điện thoại đã ngắt kết nối. Ngô Bình rất ngạc nhiên, không ngờ cạnh tên giám khảo kia lại có cao nhân. Diệp Huyền đi tới hỏi, tiền bối, Lục Kích này có bối cảnh lớn lắm, ngày xưa đệ tử bị hành cho đến khổ. Thế mới thú vị chứ, Ngô Bình nói. Lúc này, 10 võ tăng và thị nữ của Hắc Thiên Giáo do Ngô Bình chọn đều đến chào anh. Mấy ngày qua, họ vẫn đang được huấn luyện, Diệp Huyền đã mời người dạy theo năng khiếu, khiến họ phát huy được sở trường của mình, như vậy thì phim sẽ càng hay hơn. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, nửa năm tới, đệ tử sẽ quay 10 bộ phim, dồn toàn lực đánh ra thị trường quốc tế. Ngô Bình, võ công của Viêm Long là số 1, có thể phát triển mảng đó. Diệp Huyền, đệ tử đã tìm được một biên kịch rất giỏi, chuẩn bị gây dựng một bộ phim vũ trụ võ thuật. Ngô Bình không có hứng thú với phim ảnh nên kiếm một chỗ ngồi xuống, còn Ngô Mi và Mỹ Ngọc thì liên tục chụp ảnh, xin chữ ký với các thần tượng rất vui vẻ. Không lâu sau, có một người đàn ông trung niên đi đến. Ông ta nhìn Lục Kích đang nằm dưới đất rồi lạnh giọng hỏi, ai đánh con? Xung quanh im lặng, các ngôi sao đều lặng lẽ nhìn sang đó. Họ đã ở trong giới giải trí nhiều năm nên biết vị thế của bốn cậu ấm ở Thiên Kinh rồi, không biết Diệp Huyền có xử lý được ca này hay không. Lục Kích chỉ vào Ngô Bình và Diệp Huyền, chúng nó. Chương 924, là tôi dạy con không nghiêm. Người đàn ông nhìn chằm chằm về phía Ngô Bình, khi bốn mắt giao nhau, ông ta chợt thấy run sợ vì khí tức thâm sâu khó lường của anh, cậu là ai? Ngô Bình thờ ơ đáp, người ông không thể động tới. Người đàn ông cau mày, tôi là Lục Hoàng bố của Lục Kích, em trai song sinh của tôi là Lục Toái Tinh, đang dạy ở Bắc Viện của Học viện Võ Đạo. Ngô Bình, bảo sao mà ngông nghênh thế, ra là cháu của thầy dạy ở Bắc Viện. Nhưng chỉ là một giáo viên thì không dọa tôi được, còn chỗ dựa nào khác không? Người đàn ông biến sắc mặt nói, rốt cuộc cậu là ai? Diệp Huyền cười lạnh nói, tiền bối nhà tôi quốc sư, đệ tử tinh anh của kiếm phái Thục Sơn, ngoài ra còn là long chủ của Thiên Long. Người còn vừa đánh bại quyền hoàng của Đông Doanh và bán thần của nước Mễ. Sao, em song sinh gì đó của ông có đọ lại được không? Người đàn ông run lên, nhờ có người em song sinh mà thông tin của ông ta rất nhạy, đương nhiên ông ta biết sức mạnh và quyền lực của long chủ. Cách đây không lâu, đến người bên cạnh thánh nhân còn phải chào thua trước người này. Ông ta vội chắp tay nói, ra là long chủ, tôi xin lỗi, là tôi dạy con không nghiêm nên đã đắc tội với long chủ, xin lượng thứ. Lục Kích nằm dưới đất ngẩn ra, trước đó hắn dựa có ông chú dạy ở Bắc Viện nên rất ngông nghênh, không ngờ hôm nay còn gặp nhân vật có máu mặt hơn. Hắn lập tức ngoan như cún, cúi thấp đầu xuống. Lục Hoàng đá con trai mình một cái rồi mắng, thằng ngu này. Đến quốc sư kiêm long chủ mà mày cũng dám đắc tội à? Mau xin lỗi tiên sinh ngay. Lục Kích ngoan ngoãn dập đầu với Ngô Bình, xin lỗi tiên sinh, xin tiên sinh tha cho tôi lần này. Ngô Bình, có câu núi cao còn có núi cao hơn, anh có thể ngông nghênh 1000 lần, nhưng nếu gặp phải cao thủ nóng tính thì chỉ còn đúng một lần ngông ấy thôi. Lục Kích cúi xuống nói, tôi biết lỗi rồi. Ngô Bình đòi lại công bằng cho Diệp Huyền nên gọi anh ta ra, xử lý hắn đi. Diệp Huyền cười nói, thôi ạ, dẫu sao cũng không có ân oán thù hằn gì, ban nãy đệ tử cũng đánh hắn một trận nên bớt giận rồi ạ. Ngô Bình chợt hỏi, anh là học viên của Bắc Viện à? Lục Kích đáp vâng, tôi học ở đó 1 năm rồi, nhưng chỉ được dự thính thôi. Ngô Bình, lần trước là ai đã đánh bại các cao thủ của nước Mễ? Lục Kích sáng mắt lên nói, tiên sinh cũng biết ạ. Lần trước, là học trưởng Ngô Côn một trong 4 đại cao thủ của học viện, à còn có nhóm của thầy Trương Ất nữa. Ngô Bình gật gù, một thời gian nữa, có lẽ tôi cũng đến đó dạy học một thời gian, anh có thể học tiết của tôi. Lục Kích mừng rỡ rồi nói, cảm ơn tiên sinh. Ngô Bình xua tay, hai người về đi. Lục Hoàng liên tục nói cảm ơn rồi dẫn con mình ra về. Hai bố con họ ngồi lên xe xong. Lục Hoàng thở phào một hơi rồi nói, may quá. May hôm nay con giữ được mạng đấy nhé. Lục Kích cúi đầu xuống nói, bố ơi, tuy người đó là long chủ, nhưng cũng chưa chắc đã mạnh bằng chú, cậu ta cũng sắp đến Bắc Viện dạy học đó thôi. Lục Hoàng nổi giận, con thì biết cái gì. Bố có một người bạn làm việc cho thánh nhân, cậu ta chẳng những có thực lực mạnh, mà còn có hậu thuẫn là cường giả siêu cấp ngang hành với thánh nhân đấy. Lục Kích run lên nói, cái gì? Cao thủ đẳng cấp ngang cơ với thánh nhân ư? Lục Hoàng, chứ sao? Dù chỉ là suy đoán, nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng. À, khi bố đối mắt với cậu ta, tinh lực của bố như bị rút cạn.
Lục Kích kinh ngạc, cậu ta mạnh vậy ư? Lục Hoàng, chắc chắn mạnh hơn chú con. Nghe đâu, Long chủ của Thiên Long là thiên sư rồi. Lục Kích kinh hãi nói, lẽ nào là võ quân? Võ quân là gì? Là vua của võ thuật, thực lực trên cả chân quân. Lục Hoàng nghĩ lại vẫn còn thấy hãi, dễ lắm. Lúc đó, bố tưởng cậu ta là vương của mãnh thú thời hồng hoang, khí tức vô cùng đáng sợ. Lần trước, bố đến gặp chú con, cũng được gặp viện trưởng, khí tức của viện trưởng còn không đáng sợ bằng chàng trai này. Lục Kích ngẩn ra, sao thế được ạ? Võ quân mạnh vậy sao? Lục Hoàng, bố cũng không rõ, hay cậu ta là thần quân? Nói đến đây, hai bố con họ cùng hoảng hốt, coi như hôm nay họ gặp may vì Ngô Bình mắt tính, không thì chắc đi chầu Diêm Vương rồi. Ngô Bình không có hứng thú với các ngôi sai nên trò chuyện với Mỹ Ngọc mấy câu rồi ngồi uống rượu với Chu Thanh Nghiên. Một lúc sau, Mỹ Ngọc chạy tới đưa điện thoại cho anh Ngô Bình, có người tìm anh này. Ngô Bình nghe máy, bên trong vang lên một giọng nữ, người đó hỏi cậu là ai? Ngô Bình biết đây là người đã phá hỏng kế hoạch thôi miên của mình nên nói cô là ai? Người kia cậu có biết mình định thôi miên ai không? Ngô Bình, ai? Người kia, Hỏa Thánh. Ngô Bình ngẩn ra, Hỏa Thánh? Giờ còn có cả Hỏa Thánh ư? Người phụ nữ nói, tôi cho cậu một tiếng để đến xin lỗi, không thì đừng có trách. Ngô Bình rất tò mò muốn biết Hỏa Thánh là ai nên nói, xin lỗi thì không có đâu, nhưng tôi rất có hứng thú với Hỏa Thánh mà cô nói. Địa chỉ ở đâu, tôi đến ngay. Người phụ nữ, được, dũng cảm đấy, sau đó, cô ta nói một địa chỉ cho anh. Biết được địa chỉ rồi, Ngô Bình bảo Chu Thanh Nghiên ở lại, còn mình thì rời đi. Anh vừa đi ra ngoài đã bay vút lên cao, pháp bàn phóng ra sức mạnh, khiến anh dễ dàng lơ lửng trên không. Ngay sau đó, tốc độ của anh đã tăng nhanh chóng mặt, chưa tới 10 giây say đã có mặt ở trên một tầng chót của một tòa nhà lớn. Có một cô gái đang đứng ở đây, cô ta khoảng 30 tuổi, tu vi cảnh giới tiên thiên. Khi nhìn thấy Ngô Bình bay đến, cô ta biến sắc mặt. Cậu là ai? Ngô Bình, cô gọi tôi đến thì tôi đến đây. Cô gái hít sâu một hơi rồi nói, không ngờ cậu lại là cao thủ. Ngô Bình, đừng phí lời nữa, Hỏa Thánh đâu? Cô gái, đang chờ cậu dưới phòng. Nói rồi, cô ta mở cửa, Ngô Bình đi theo. Hai người xuống một căn phòng ở dưới, cửa mở, bên trong có một người đàn ông trung niên đang vẽ tranh. Thấy dáng vẻ cầm bút của ông ấy, Ngô Bình ngẩn ra. Dáng vẻ của người này rất cao siêu, nhưng rõ ràng ông ấy không hề có tu vi. Người đàn ông không ngẩng đầu lên mà vẫn vẽ tranh tiếp. Ngô Bình không làm phiền, mà chờ đến khi ông ấy vẽ xong. Người đàn ông bỏ bút xuống rồi nhìn anh, gương mặt của ông ấy rất điềm nhiên, cậu định thôi miên tôi đấy hả? Ngô Bình, đúng. Người đàn ông, cậu có thể thôi miên qua điện thoại đúng là siêu thật. Tôi giới thiệu trước nhé, tôi là Lý Hỏa. Nói rồi, ông ấy chia tay ra với Ngô Bình. Ngô Bình biết ông ấy là một người đứng đắn, hóa ra trước đó anh đã hiểu lầm người ta. Anh bắt tay với Lý Hỏa rồi nói, ông gọi hẹn gặp Mỹ Ngọc à? Chương 925, sinh mệnh đan. Lý Hỏa gật đầu, đúng, cô ấy rất có năng khiếu hội họa, tôi thích tác phẩm của cô ấy quá nên muốn hẹn gặp. Ngô Bình, tự nhiên ông hẹn gặp con gái nhà người ta như vậy rất dễ gây hiểu lầm. Lý Hỏa gật đầu, là tôi suy nghĩ thiếu thấu đáo. Cô gái kia nói, tiên sinh, cậu ta nghĩ ông có ý đồ xấu nên mới đến hỏi tội đấy. Lý Hỏa cười nói, xin lỗi, phiền cậu gửi lời xin lỗi của tôi tới cô ấy. Ngô Bình, được, tôi nhận lời xin lỗi của ông. Cô này bảo ông là Hỏa Thánh. Cô gái kia vội bào chữa, tiên sinh chưa bao giờ nhận mình là Hỏa Thánh, đó là người khác gọi. Lý Hỏa cười lớn nói, tôi chỉ thích vẽ thôi, không phải Hỏa Thánh gì đâu. Ngô Bình nhìn bức vẽ trên bàn thấy nhân vật rất có thần, chỉ vài nét vẽ đơn giản, nhưng khiến anh cảm nhận được sự kiêu ngạo và tài ba của người vẽ, như thể người trong bức tranh có da có thịt thật sự. Anh nói, ông vẽ đẹp lắm, có bán không? Lý Hỏa cười nói, có chứ, tôi kiếm sống bằng nghề vẽ tranh mà. Ngô Bình nhìn sang cô gái, sao lại có một cao thủ như cô ở cạnh ông ấy? Cô gái, ngày trước, tiên sinh từng dùng một bức tranh giúp tôi hết bị tẩu hỏa nhập ma, tôi cảm kích nên đi theo để bảo vệ người. Ngô Bình thấy hơi kinh ngạc, dùng một bức tranh mà trị khỏi tẩu hỏa nhập ma, Lý Hỏa này thật có tài. Lý Hỏa cười nói, Hồ Nam, đi pha trà đi. Lý Hỏa mời Ngô Bình ngồi rồi nói, tôi vừa nhìn đã biết cậu là người phi phàm. Ngô Bình, quá khen. Chắc hẳn ông Lý là một danh họa nổi tiếng.
Hồ Nam bê trà đến nói, tiên sinh không nổi tiếng đâu, chỉ có một số ít người tu hành biết thưởng thức và siêu tầm tranh của người thôi. Lần này tiên sinh đồng ý làm giám khảo, vì trưởng ban tổ chức thích tranh của người. Ngô Bình, chắc do chưa biết quảng cáo, rồi sẽ có ngày tiên sinh nổi tiếng khắp thế giới. Sau đó, anh hỏi, tôi có thể xem các tác phẩm khác không? Lý Họa mời Ngô Bình vào một phòng khác, phòng này rất rộng, trên tường treo kín tranh, ít cùng vài trăm bức. Ngô Bình lướt nhìn một vòng rồi ngạc nhiên phát hiện tất cả các bức tranh ở đây đều tỏa ra linh quang nhàn nhạt, sao có thể chứ? Ngô Bình quan sát kỹ thêm thì thấy hình như các bức tranh này đang biểu đạt ý gì đó, nhưng nhìn mãi anh vẫn không hiểu được là thứ gì. Thấy Ngô Bình đứng ngắm tranh đến bất động, Hồ Nam nói, đây là các tác phẩm trong vòng nửa năm qua của tiên sinh, người đều vẽ tranh theo hứng. Ngô Bình không nhận xét gì mà hỏi, bao nhiêu tiền một bức? Lý Hòa cười nói, rẻ lắm, 1 đến 2 nghìn thôi. Mỗi tuần tôi có thể bán được 1, 2 bức nên thu nhập cũng ổn. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, sau này, tôi sẽ mua hết tranh của ông với giá 100 nghìn một bức. Ông vẽ bao nhiêu, tôi mua bấy nhiêu. Ông thích vẽ gì thì vẽ, tôi không hạn chế đâu. Lý Họa ngẩn ra rồi cười nói, thế thì phòng tranh này của tôi được mấy chục triệu à? Ngô Bình, đáng lắm chứ? Hồ Nam sáng mắt lên nói, được, để tôi gói cho cậu. Ngô Bình xua tay, không cần đâu. Anh vung tay lên, các bức tranh đều bay lên rồi được anh thu vào nhẫn chữ đồ, 317 bức, vị chi là 37 triệu. Đây là chi phiếu 100 triệu, còn thừa đâu coi như tôi đặt cọc. Hồ Nam nhận lấy chi phiếu rồi nói, được. Lý Họa gãi đầu, cậu thích tranh của tôi thế à? Ngô Bình, tôi thấy tranh của ông rất đặc biệt. Lý Họa cười nói, cậu là người có tiền nên tôi sẽ không từ chối, sau này tôi sẽ bán hết tranh của mình cho cậu. Ngô Bình, mỗi tuần tôi sẽ cho người đến lấy tranh một lần. Trò chuyện thêm một lát thì Ngô Bình đứng dậy ra về. Anh quay lại buổi tiệc, một lúc lâu thì gọi nhóm Ngô Mi về khách sạn. Chờ Ngô Mi và Mỹ Ngọc ngủ rồi, Ngô Bình tiếp tục chỉ dẫn Chu Thanh Nhiên tu luyện. Bây giờ, cô ấy đã ở cảnh giới tiên thiên, Ngô Bình bắt đầu truyền thụ cho cô ấy phương pháp hít thở cao cấp hơn cùng các võ kỹ mạnh hơn. Ngày hôm sau, mọi người cùng nhau ăn sáng, CC về tỉnh, Ngô Mi, Ngô Bình và Mỹ Ngọc thì về huyện Minh Dương. Quả nhiên bà nội của hai anh em đang ở đây, bà còn nói vài hôm nữa ông cũng tới. Ngô Bình rất vui. Sau đó bảo Lý Dư ra biển bắt một con cá ngừ và ba ba về để Lina trổ tài nấu nướng. Buổi chiều, anh treo hết các bức tranh lên tường để nghiên cứu, nhưng mãi sau vẫn không phát hiện ra gì. Anh không vội mà quan sát thêm một lúc rồi tu luyện, cảm nhận sức mạnh của pháp bàn. Đến tối, anh đi tới hoang địa chưa khai phá, xung quanh rất tĩnh lặng. Ngô Bình lấy lò lụy ẩn minh thần và đồ phong ma ra, tiếp đến một con rối gỗ phong ấn một tà ma. Thứ này anh tìm được lúc ở Thanh Long Quân, có rất nhiều nên chỉ tiện tay cũng nhận được cả trăm cái. Ngô Bình bóp nát con rối rồi bỏ vào lò luyện minh thần. Anh muốn xem lò luyện này có thể chuyển hóa linh hồn thành sức mạnh được không. Tà ma bị bỏ vào trong lò luyện một cái là la hét ầm ĩ, sau đó thì im bặt, ngay sau đó có một viên đan dược bay lên. Ngô Bình chộp lấy thì thấy là một viên đan dược màu trắng, bên trong có lực sinh mệnh thuần túy. Quá tốt rồi, Ngô Bình sáng mắt lên. Lò luyện minh thần có thể luyện hóa thứ này thành đan dược, vượt ngoài dự liệu của anh. Anh uống đan dược vào thì thấy lực sinh mệnh rồi rào thấm vào từng tế bào của mình. Sau này mà bắt được tà ma thì cứ cho vào để luyện đan dược, Ngô Bình lẩm bẩm. Ngô Bình cất lò luyện đi rồi gọi Viêm Dương ra luyện quyền với mình. Đến nửa đêm, anh mới về nhà, sau đó ngồi thiền để tu luyện pháp thuật. Anh đã ngưng luyện được pháp bàn thượng thừa, mà nó cũng có pháp thuật. Đương nhiên là pháp thuật gì thì anh phải tự mày mò. Muốn luyện pháp thuật thì phải bắt đầu từ thứ mà mình quen thuộc nhất, vì thế Ngô Bình chọn Như Lai thần công. Anh đã luyện đến tầng thứ 5 rồi, bây giờ sẽ bắt đầu luyện tập chiêu thứ 3 của trấn yêu tam thức là vạn thần trấn yêu thức. Có pháp bàn rồi, Ngô Bình luyện dễ dàng hơn hẳn. Khi thi triển công pháp, anh kết nối sức mạnh của chư thiên, tạo ra sức mạnh ghê người, mạnh hơn thiên Phật trấn yêu thức không biết bao nhiêu lần. Sau đó Ngô Bình tu luyện tiếp đến đồ long thuật. Thật ra đây là một chiêu thức sát sinh rất khó thi triển, mỗi thức đều có uy lực rất lớn. Chương 926, Thiên Nguyên Chỉ. Chiêu thức thứ nhất của thuật đồ long tên là điểm tinh chỉ, ý chỉ dùng pháp chỉ đả thương mắt rồng. Đương nhiên, rồng ở đây chính là chỉ kẻ địch mạnh chứ không phải chỉ một con rồng thật. Trước kia Ngô Bình đã tu luyện niêm hoa chỉ nên hiểu rất rõ về các loại pháp chỉ này.
Trong lúc anh đang khổ luyện điểm tinh chỉ thì đạo chủng đột nhiên khẽ rung lên, có sự biến đổi. Ngô Bình rất quan tâm đến đạo chủng nên anh lập tức dừng tu luyện, lặng yên quan sát sự thay đổi này. Ngô Bình nhìn thấy đạo chủng lại cao thêm một đoạn và mọc thêm một cành mới. Trên cành mới mọc thêm nhiều mầm non, sau đó nở ra ba bông hoa trắng nho nhỏ rất đẹp. Tiếp đó, hoa tàn rồi mọc ra ba quả nhỏ. Ban đầu quả chỉ to bằng hạt đậu xanh nhưng càng lúc càng lớn dần. Hơn một tiếng sau, quả đã to bằng một quả nho, trên vỏ quả đầy phù văn và tỏa ra trường lực kỳ lạ. Trường lực này rất quen thuộc với Ngô Bình, anh ngạc nhiên thốt lên, lực thiên nguyên. Giờ anh mới hiểu đạo chủng đã hút lực thiên nguyên, sau đó dùng nó để âm thầm nuôi dưỡng, kết thành ba quả này. Ngô Bình nhìn những quả này, đợi thêm hai tiếng nữa là quả đã chín. Anh vội vã dùng thần niệm tác động vào quả. Đột nhiên, quả rơi xuống đan điền của anh. Vừa rơi xuống đan điền, quả này biến thành lực thiên nguyên thuần khiết đi vào linh mạch của anh. Lực thiên nguyên này hoàn toàn khác so với sinh mệnh nguyên lực mà anh hút được trước đó. Lực thiên nguyên là một lực có khả năng sát thương lớn, nó là một trong những lực mạnh nhất tồn tại trên thế giới. Loại quả này chỉ mang tới cho Ngô Bình một nguồn lực thiên nguyên có hạn nên anh sử dụng nguồn lực này hết sức cẩn thận. Đợi khi cơ thể đã quen với lực này, anh đột nhiên nghĩ ra một việc. Không biết lực này có thể dùng để thi triển điểm tinh chỉ không nhỉ? Nghĩ đến đây, anh thử vận lực, thi triển một điểm tinh chỉ bắn vào không trung. Ở đầu ngón tay anh hình thành một vòng xoáy, sau đó một ánh sáng trắng bắn ra, trúng vào một cây kim loại cách đó không xa. Cây kim loại đó được làm từ sắt thần âm dương cực kỳ rắn chắc. Một cây sắt loại này dù chỉ to bằng cây đũa thì thiên quân cũng không bẻ cong được chứ đừng nói là phá hủy nó. Thế mà đạo thiên nguyên chỉ của Ngô Bình ban nãy dễ dàng xuyên thủng một cây sắt thần âm dương dày mười mấy mm. Một giây sau, sắt thần âm dương bắt đầu chảy ra thành một đống chất lỏng. Ngô Bình kinh ngạc, lực này có sức phá hủy kinh hoàng. Thần kỳ hơn là sau khi cây sắt bị chảy ra thì một tia sáng bay lại vào người Ngô Bình. Anh phát hiện lực thiên nguyên vừa quay lại cơ thể anh này còn mang thêm một năng lượng kỳ lạ khác nữa. Năng lượng này vô cùng kiên cố rất giống với đặc điểm của sắt thần âm dương. Ồ, lực thiên nguyên này lại có khả năng mô phỏng thuộc tính của vật bị tấn công sao? Ngô Bình vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, giờ mới hiểu ra lực thiên nguyên này tại sao lại là một trong những lực mạnh nhất trong vũ trụ. Lực này quả thực là rất thần kỳ. Đã không còn sớm nữa, Ngô Bình bước ra khỏi phòng, lúc này đã hơn 9 giờ. Anh làm vài động tác giãn cơ thì thấy bà nội và mẹ mình đi từ ngoài cổng vào, tay xách nách mang rất nhiều đồ ăn. Ngô Bình cười hỏi, bà nội, mẹ, hai người đi chợ mua đồ ăn sao? Trương Lệ cười đáp, bà nội con nói hôm nay muốn nấu ăn cho cả nhà nên mẹ theo bà đi chợ. Đến Ngô Bình cũng chưa từng được ăn món ăn do bà nội làm nên anh đáp, thế trưa nay con phải ăn nhiều lên mới được. Bà nội cười hiền hòa đáp, được, cháu bà nhất định phải ăn nhiều vào nhé. Cương Tử lúc này cũng vừa rửa xe xong, đi tới chỗ Ngô Bình thông báo, cậu chủ, sáng nay có mấy người đến tìm cậu chủ đấy. Ngô Bình hỏi, là ai vậy? Cương Tử, không phải khu vực mới này cũng sắp sửa quy hoạch sao? Đám người ban đầu đồng ý nhượng lại nhà để lấy tiền giờ lại gây sự, muốn đòi lại nhà. Ngô Bình cau mày, đám người này vẫn dai như vậy sao? Ban đầu đã ký thỏa thuận giữa hai bên rồi, những căn nhà đó giờ không thể trả lại được nữa. Hơn nữa anh đã khuyên họ hết nước hết cái rằng giá nhà sẽ tăng trở lại được nhưng họ vẫn sống chết không đồng ý, đòi đổi nhà lấy tiền. Anh hỏi Cương Tử, cậu thấy tôi nên xử lý việc này thế nào? Cương Tử đáp, cậu chủ, tôi cảm thấy không thể nương theo họ, nếu không thì họ sẽ ngày càng đòi hỏi quá đáng hơn. Ngô Bình gật đầu đáp, nói có lý. Trước đây anh cảm thấy đều là hàng xóm ở quê nên đã nhượng bộ nhiều lần. Đáng tiếc đám người này cứ hết lần này đến lần khác yêu sách mà không biết điểm dừng. Vừa nói xong thì anh nghe thấy ở cửa có tiếng người mắng chửi. Ngô Bình vội vã mở cửa ra thì nhìn thấy một bà cụ già trong thôn đưa theo một nhóm phụ nữ trung niên trong thôn tới trước cửa nhà anh khóc lóc như nhà có tang. Ngô Bình cau mày hỏi, mọi người đang làm gì vậy? Bà cụ đi đầu vừa khóc vừa nói, Ngô Bình à. Trước đây các bà đổi nhà lấy tiền nhưng giờ giá nhà tăng lên mấy lần liền, mọi người đều lỗ to. Ai nấy đều vô cùng buồn nên mới khóc than như vậy. Đám người này biết mình đuối lý nên đành dùng thủ đoạn hạ lưu này tới quấy quả cho nhà Ngô Bình không được yên. Từ đó ép Ngô Bình phải làm theo ý họ. Ở phía xa có một đâm đàn ông trong thôn tay cầm cuốc xẻng, vũ khí. Xem ra, chỉ cần Ngô Bình dám không đồng ý thì bọn họ sẽ xông tới đánh anh.
Ngô Bình là người luyện võ nhưng tấm lòng lương thiện như Bồ Tát. Nếu những người này chỉ tới cầu xin thì 80% anh sẽ đồng ý. Dù gì anh cũng có nhiều đất đai nhà cửa, bớt đi vài căn cũng không sao. Nhưng đám người này lại dám dùng thủ đoạn hạ lưu này, điều đó khiến anh tức giận. Anh lạnh lùng nói, các vị, cây hòe ma nhà tôi tính tình không tốt đâu, các vị khóc lóc như vậy nhỡ đâu khiến nó tức giận thì cả nhà các vị sẽ đen đủi đấy. Bà cụ đi đầu vẫn còn nhớ chuyện xảy ra năm xưa nên không khỏi giật mình hoảng sợ. Thế nhưng nhà bà ta đã chuyển giao 7-8 căn nhà, tổn thất mấy chục triệu tệ. Nghĩ đến đây, bà ta lại nghiến răng khóc càng to hơn. Ngô Bình âm thầm phóng vài cây châm, những người đang kêu khóc đột nhiên ngã lăn ra đất, sùi bọt mép, toàn thân co giật. Đám đàn ông ở phía xa lập tức lao tới dìu vợ, dìu mẹ mình dậy. Có mấy người giận dữ quát lên, Ngô Bình, cậu làm gì vậy? Thế nhưng người này vừa mở miệng chất vấn là lập tức cũng ngã quỵ uống đất. Những người còn lại thất kinh, không dám nói câu gì nữa. Mặt ai nấy bàng hoàng sợ hãi. Ngô Bình nói, mau đưa tới bệnh viện đi, muộn là chết người đấy. Đám người kia sợ hãi, vội vã đưa người nhà đến bệnh viện. Trước cửa nhà Ngô Bình trong nháy mắt đã không còn một bóng người. Sau khi đuổi được đám người kia đi xong, ở phía không xa có hai người đi tới. Đó là một nhà sư và một đạo sĩ, cả hai đều khoảng 40 tuổi. Hai người này mỉm cười, chắp tay cung kính nói, bái kiến Long Chủ. Ngô Bình nhận ra tu vi hai người này không thấp, đều là nhân tiên. Anh hỏi, hai vị tìm tôi có chuyện gì? Nhà sư nói, Long Chủ, hai chúng tôi mua một căn nhà ở gần đây rồi tu luyện ở đó. Ở xa chuyển đến, đúng ra nên tới bái kiến Long Chủ từ lâu nhưng mấy lần chúng tôi tới, Long Chủ đều không có nhà. Ngô Bình gật đầu, hai vị khách sáo rồi, mời vào nhà ngồi chơi. Đạo sĩ nghe vậy liền mỉm cười đáp, Long Chủ, chúng tôi vẫn không nên làm phiền Long Chủ nghỉ ngơi thì hơn. Hai người này xưng tên họ, sau đó liền cáo từ. Ngô Bình nhìn theo họ, thấy hai người này đi vào một căn nhà nhỏ cách nhà anh khoảng hơn 100 mét. Đông Hoàng đi tới, vươn người một cái rồi cọ cọ vào chân Ngô Bình. Ngô Bình đá nhẹ một cái, hỏi, đã tắm chưa đấy? Đông Hoàng trừng mắt lên, sau đó há miệng, nhả ra một tờ giấy. Đó là một công thức luyện đan, luyện ra đan dược gọi là âm dương thông minh đan. Đan dược này có tác dụng dưỡng thai linh hồn sơ sinh cho địa tiên cảnh giới kết đan, cũng là một loại đan dược rất quý. Theo Ngô Bình biết, có rất ít người luyện được loại đan này. Anh cười hỏi, Đông Hoàng, mày đưa cho tao cái này làm gì? Muốn nhờ tao luyện đan giúp hả? Chương 927, Tiền Hương Hỏa. Đông Hoàng gật đầu lia lịa, sau đó nhìn Ngô Bình với vẻ mặt đầy mong chờ. Ngô Bình cười lạnh, đan dược này là người khác muốn đổi cho mày chứ gì? Mày không có nên tới đây đòi tao làm khổ sai cho mày hả? Đông Hoàng giận dữ sủa gâu gâu, nhè cả nanh ra như thể đang mắng Ngô Bình đúng là cái đồ hẹp hòi. Ngô Bình cười hi hi, xoa đầu Đông Hoàng rồi nói, Đông Hoàng, người đó dùng cái gì để đổi vậy? Cho tao xem tí nào. Đông Hoàng lập tức lắc đầu. Ngô Bình vờ thở dài não nề, không cho xem sao. Vậy bỏ đi, mấy ngày nay tao ăn no quá làm không nổi đâu. Đợi bụng tao hết đau rồi luyện đan giúp mày nhé. Đông Hoàng rất bất lực, biết nếu mình không mang món đồ kia ra thì Ngô Bình chắc chắn sẽ không luyện đan cho. Không còn cách nào khác, nó đành đi về ổ, ngoạm lấy một sâu tiền đi tới chỗ Ngô Bình. Trên loại tiền này có tiên văn, không thuộc bất kỳ triều đại nào từng được biết. Ngô Bình tò mò hỏi Đông Hoàng, tiền gì đây? Đông Hoàng đảo mắt khinh bỉ thay câu trả lời. Ngô Bình quan sát kỹ hơn thì phát hiện trên tiền này có sức mạnh của tín ngưỡng. Điều đó khiến anh lập tức nghĩ tới một loại tiền tiền hương hỏa. Tiền hương hỏa là loại tiền được dùng để cúng bái thần linh, cần dùng thủ pháp đặc biệt để rèn nên. Thần linh được cúng tế lễ bái qua nhiều năm tháng khiến tiền hương hỏa này có được sức mạnh hương hỏa. Tiền hương hỏa thông thường chỉ có thể hình thành sau 1 triệu lần thành tâm lễ bái nên vô cùng quý giá, có thể nói là giá trị cực lớn. Được người đời đến lễ bái không khó, nhưng thực sự thành tâm lễ bái thì khó vô cùng. Dù gì, thứ phức tạp nhất trên đời là lòng người. Ngô Bình đếm qua, có 45 đồng tiền hương hỏa, đây quả là thứ đồ tốt. Tiền này có thể dùng để trấn tà, phá trận pháp, bày trận pháp và rất nhiều công dụng khác. Phàm là người tu hành thì đều rất muốn có loại tiền này. Ngô Bình cười nói, Đông Hoàng, ở đây có 45 đồng tiền hương hỏa. Nếu mày cho tao 40 đồng thì tao luyện đan cho. Đông Hoàng gâu một tiếng. Quá đáng,
có 45 đồng mà chỉ để lại cho nó 5 đồng nên Đông Hoàng giận dữ là đương nhiên. Ngô Bình bị Đông Hoàng đuổi chạy quanh sân, anh la lên, cho mày 10 đồng được chưa? Gâu, Đông Hoàng tiếp tục đuổi cắn Ngô Bình. Chạy mấy vòng sân xong, Ngô Bình đành phải thỏa hiệp sẽ cho Đông Hoàng 25 đồng. Nhìn cái quần đã bị Đông Hoàng cắn rách bươm, Ngô Bình đành phải đi thay quần khác rồi đi vào phòng luyện đan. Lúc xây nhà mới, Ngô Bình đã đặc biệt xây riêng một phòng luyện đan. Phòng luyện đan này có 3 tầng dưới đất, 2 tầng trên mặt đất. Trong đó tầng thứ 3 dưới đất là nhà kho, tầng thứ 2 là phòng luyện đan. Ở đây vô cùng yên tĩnh. Khi tới phòng luyện đan, Ngô Bình thấy người Linh Chi và ngựa Linh Chi đang nhảy nhót ở bên trong. Nhìn thấy Ngô Bình, bọn chúng không hề sợ hãi mà còn nhảy lên vai anh. Người Linh Chi và ngựa Linh Chi này được trồng ở vườn thuốc đằng trước phòng luyện đan, lúc rảnh rỗi chúng sẽ đi tìm cây hòe và đào tiên chơi. Giờ chúng cũng không sợ Lý Dư nữa, thi thoảng còn chạy xuống nước chơi. Có điều anh đã dặn Lý Dư, không được cho chúng chạy ra khỏi sân, nếu không sẽ cho chúng một bài học nên thân. Đi chỗ khác chơi, tao còn phải luyện đan, Ngô Bình nói. Người Linh Chi và ngựa Linh Chi nhảy chân sáo ra khỏi phòng luyện đan. Trước khi đi còn quay ra lườm Ngô Bình một cái đám này trông thế mà to gan ra phết. Ngô Bình lấy ra chiếc lư thần âm dương rồi bắt đầu luyện âm dương thông minh đan. Luyện loại đan dược này với anh không khó, có điều loại dược liệu sử dụng khá đặc biệt. Cũng may là anh tích trữ không ít dược liệu nên mới có để dùng. Nửa tiếng sau, 3 viên đan ra lò. Hiện giờ anh là võ quân, sau khi ngưng tụ được pháp bàn thì khả năng kiểm soát sức mạnh của anh đã lên tầm cao mới, trình độ luyện đan cũng lên như diều gặp gió. Lô đan dược vừa luyện xong đều là đan dược vương phẩm. Không tồi, cuối cùng đã luyện ra được đan dược vương phẩm, anh mỉm cười, cho mấy viên đan vào chiếc lọ nhỏ rồi đưa cho Đông Hoàng. Đông Hoàng nhìn mấy viên đan mà mắt sáng rỡ, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Ngô Bình, người yêu cầu đổi đan dược đó chắc không nói là yêu cầu đan nhất phẩm phải không? Vậy có lẽ chỉ cần đan tam phẩm là đạt yêu cầu. Đông Hoàng lập tức hiểu ý, gật đầu như bổ củi. Gì chứ mặc cả là nghề của Đông Hoàng. Sau khi Đông Hoàng đi khỏi đó, Ngô Bình tiếp tục luyện tiếp đan dược lần trước. Những loại đan dược này đã bị oxy hóa, cần phải luyện lại. Luyện hơn 50 bình thuốc rất tốn thời gian nên Ngô Bình bận rộn suốt 3 ngày trời. Hôm nay, Ngô Bình mới có chút thời gian ngồi bên cạnh ao câu cá. Lý Dư thì nằm trên bụi cỏ gần đó sưởi nắng. Đột nhiên, một con cá dài chừng 2 mét nhảy lên khỏi mặt nước, xoay một vòng rất đẹp trên không trung rồi lại rơi xuống nước. Ngô Bình trợn tròn mắt bởi anh cảm thấy con cá này trông rất quen. Khi con cá nhảy lên khỏi mặt nước, anh mới nhớ ra đây chính là con cá vua anh từng câu được ở Vịnh Bạch Long. Con cá này thuộc dòng cá trình hoa, đầu nó có xương nhọn, vô cùng hung hãn. Con cá này từng là bá chủ sông Bạch Long. Hồi trước khi bắt được nó, Ngô Bình quyết định thả đi vì một con cá to được như vậy rất hiếm. Con cá trình hoa lại nhảy lên khỏi mặt nước, nhìn Ngô Bình không chớp mắt. Giờ khả năng suy nghĩ của nó đã không thua gì đứa trẻ mười mấy tuổi nên đương nhiên có nhận ra Ngô Bình. Nó rất cảm kích anh nên như thể đến để cảm ơn. Ngô Bình cười nói, cá vua, mày không sợ chết hay sao? Tao đang câu cá mà mày dám chạy đến đây. Không sợ tao ăn mày hả? Cá vua bơi đến trước mặt anh, để lộ cái đầu trên mặt nước rồi liên tục gật đầu với Ngô Bình. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi, sông Bạch Long cách đây mấy trăm cây số, mày không ở đó xưng vương xưng bá mà lại chạy đến đây làm gì? Lý Dư lên tiếng, chủ nhân, giờ tôi mới là bá chủ của dòng sông, sông Bạch Long này chỉ là một nhánh nhỏ. Tên nhóc này tương đương với quan viên bên dưới, hôm nay tới bái kiến tôi. Ngô Bình đáp, ồ. Nói như vậy là giờ ngươi cai quản cả dòng sông. Lý Dư cũng có thể nói vậy, ít nhất thì thủy tộc ở sông ngòi kênh rạch đoạn tỉnh Ca, Giang Nam đến tận cửa biển đều đã chịu quy thuận tôi. Ngô Bình cười đáp, được lắm, đúng là đáng cơm gạo nuôi ngươi. Ngô Bình ném một viên thuốc xuống nước, thứ này trước đây anh luyện cho Lý Dư, có tác dụng tăng cường sức mạnh thể chất. Sau khi cá vua ăn vào thì liên tục quẫy đuôi, vô cùng vui sướng. Sau khi cho nó ăn vài viên thuốc, Ngô Bình nói, người đừng về sông Bạch Long nữa, sau này ở lại làm thuộc hạ cho Lý Dư đi. Cá vua liên tục gật đầu. Ngô Bình câu được mấy con cá sau đó mang đến nhà bếp cho Lina. Không lâu sau, ông nội và Lý Mai cũng ngồi máy bay tới và sắp hạ cánh ở sân bay gần đó. Sân bay này mới được xây gần đây. Trước đây lúc xây khu này, Lý Mai đã đầu tư 3 tỷ rưỡi tệ.
Sau đó cô xây thêm một sân bay tư nhân cách nhà hơn 10 cây số. Sân bay này có thể đỗ được máy bay cỡ lớn và trực thăng. Có lúc thời tiết Vân Đỉnh không tốt, các hãng hàng không khác còn mượn sân bay này để hạ cánh. Từ sân bay đến nhà Ngô Bình đã xây một cao tốc 2 chiều, 6 làn xe nên đi lại rất thuận tiện. Ngô Bình lái xe tới đón họ. Sau khi máy bay hạ cánh, Lý Vân Đẩu, Lý Mai và cả Lý Hoàng Đào lần lượt xuống máy bay. Ông nội, Ngô Bình mỉm cười rồi đi tới ôm lấy Lý Vân Đẩu. Lý Vân Đẩu cười ha ha, vỗ vai cháu trai, nói cháu ôm ông già này làm gì, ôm vợ cháu ấy. Vợ của Ngô Bình đương nhiên là chỉ Lý Mai. Lý Mai không khỏi đỏ mặt, dậm chân giận dỗi, ông nội. Lý Hoàng Đào giang hai tay đi tới, anh, em nhớ anh chết đi được. Ngô Bình né ngay, lượn sang ôm lấy Lý Mai. Lý Hoàng Đào kêu lên ảo não, anh, em đau lòng lắm đấy. Chương 928, Thế Thất Thinh Long Vương. Ngô Bình không thèm đếm xỉa đến cậu ta, hỏi cậu đến đây làm gì? Lý Hoàng Đào cười hi hi đáp, em nghe nói ở chỗ anh có một đầu bếp rất giỏi, hơn nữa còn rất đẹp nên em đến ăn trực. Ngô Bình, tôi bảo cậu quản lý công ty, cậu làm ăn thế nào rồi? Lý Mai, dạo này Hoàng Đào cũng có thể coi là cố gắng. Lý Hoàng Đào vội nói, đúng đúng, anh à, gần đây em rất nỗ lực. Chị dâu còn nhận thấy. Hai tiếng chị dâu này khiến Lý Mai trong lòng âm thầm vui mừng, hắng giọng đáp, ừm, cũng được. Lý Vân Đẩu, Tiểu Bình, ông nội tới là muốn xem đất ở bên này. Ngoài ra, ông muốn chuyển một số doanh nghiệp và nhà máy của nhà họ Lý đến Vân Đỉnh. Đây là khu mới quy hoạch, sau này sẽ phát triển không thua gì Vân Châu. Chúng ta phải nắm bắt thời cơ này để chuẩn bị thật tốt. Ngô Bình gật đầu, ông nội, chúng ta cứ tiến hành từng bước một. Mấy người họ lên xe, vừa tới đường cao tốc đã thấy trước mặt có 3 chiếc xe ben. Đường cao tốc này là do nhà họ Lý xây dựng nhưng người dân địa phương đều được miễn phí sử dụng. Cho nên có nhiều chiếc xe mượn đường này để đi vì đường dễ đi, chất lượng lại còn tốt. Ngô Bình nhấn còi xe, chiếc xe đằng trước vẫn nghênh ngang như không nghe thấy. Ngô Bình cau mày, sử dụng thần niệm hét vào đầu tài xế, cút sang làn xe chậm đi. Tài xế này đang hút thuốc lá, tai nghe nhạc. Gia đình hắn ta xưng hùng xưng bá ở huyện bên, giàu lên nhờ khai thác trộm đất phủ xa sông. 3 chiếc xe ben kia đều là của nhà hắn. Hiện nay giá đất phủ xa sông rất cao, mỗi mét khối đất có giá lên tới 300 tệ. Vậy nên một chiếc xe ben như thế này có giá hơn chục nghìn tệ. Mà nhà hắn mỗi ngày sẽ khai thác 10 xe như vậy, thế là lãi được 100 nghìn tệ. Tính ra một năm thì sẽ kiếm được hơn 30 triệu tệ. Nghe thấy tiếng nói trong đầu, tài xế này giật nảy mình. Hắn ta sớm đã nhìn thấy xe của Ngô Bình bằng gương chiếu hậu nhưng không mảy may có ý nhường đường. Chuyện quái gì vậy nhỉ, hắn ta lẩm bẩm. Tôi đếm đến 3, nếu anh còn không chịu nhường đường thì hậu quả tự chịu, giọng nói kia lại vang lên. Tài xế này lần này đã sợ, dù gì chuyện này cũng vượt ngoài phạm vi hiểu biết của hắn nên hắn vội đạp phanh né sang bên cạnh nhường đường. Chiếc xe bên phải thấy đồng bọn đã nhường đường thì rất khó hiểu vì bọn họ là anh hùng xa lộ, trước nay chưa từng nhường đường cho ai. Chiếc xe phía trước đã nhường đường, Ngô Bình đạp ga muốn vượt lên. Đối phương rất bất lịch sự nhưng anh cũng không có ý định truy cứu. Thế nhưng, anh đang vượt lên thì chiếc xe ben bên phải đột nhiên quẹo trái, chèn ép xe của Ngô Bình. Hóa ra tài xế này thấy đồng bọn của mình nhường đường nên muốn thể hiện bản lĩnh, định dọa Ngô Bình một phen. Ngô Bình nổi giận. Lực thiên tiên trong người bộc phát. Chiếc ô tô tăng tốc rất nhanh, vượt qua chiếc xe ben kia. Viêm Dương, đi dạy dỗ hai tên khốn đó đi, anh lạnh lùng ra lệnh. Viêm Dương bay qua cửa xe, biến thành một tấm da khổng lồ từ trên trời bay xuống, cuốn lấy đầu xe ở giữa rồi vặn một cái khiến đầu xe đứt lìa. Tài xế kêu lên kinh hãi, trong buồng lái tối om, sau đó trời đất như xoay chuyển. Tài xế đằng sau cũng thất kinh, vội vã đạp phanh xe. Hắn ta nhìn chiếc xe ở phía không xa, vỗ đầu kêu lên, là xe của nhà họ Ngô. Viêm Dương đem phần đầu xe ném lên đỉnh núi cao nhất trong vùng, bên dưới rất sốc. Những người trong xe sợ hãi kêu khóc vừa gọi điện thoại nhưng nơi đây hoang vu hẻo lánh, tín hiệu điện thoại lúc có lúc không. Tài xế ban nãy bị Ngô Bình cảnh cáo vội vã gọi điện về nhà. Người nhận điện thoại là người có quyền lực nhất trong nhà hắn, tên là Vượng Hổ. Vượng Hổ nghe kể xong thì mặt biến sắc, là xe nhà họ Ngô sao? Đã nhìn kỹ chưa? Tài xế đáp, anh Hổ, em không nhìn nhầm đâu. Dùng xe chống đạn như vậy cả huyện chỉ có nhà họ Ngô thôi. Vượng Hổ điên tiết, bọn thiểu năng này,
Khốn nạn, ai bảo chúng mày đi chọc tức nhà họ Ngô hả? Chúng mày không biết Ngô Bình đó đáng sợ thế nào sao? Mấy tai to mặt lớn trong tỉnh còn bị cậu ta trị. Tài xế khóc lớn, anh Hổ, còn có chuyện đáng sợ hơn nữa. Có một thứ kỳ dị từ trên trời rơi xuống vặt đầu xe ra rồi đưa tới một nơi rất lạ. Hiện giờ bọn em cũng không biết mình đang ở đâu. Chuyện này hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của Vượng Hổ. Hắn sững người, sau đó hỏi kỹ tình hình. Sau khi đã rõ mười mươi thì hắn thở dài, nói, lát nữa anh sẽ đến nhà họ Ngô xin lỗi, hy vọng họ sẽ tha thứ. Xe của Ngô Bình tiếp tục đi trên cao tốc, Lý Vân Đầu cũng không để tâm đến chuyện nhỏ ban nãy. Ngô Bình, ông nội, cháu đã xem qua phong thủy Vân Đỉnh, cần phải thay đổi một chút mới tốt. Chuyện này cháu quyết định sẽ tự làm, ông thấy thế nào? Lý Vân Đầu rất tò mò, hỏi Tiểu Bình, sau khi sửa lại thì sẽ tốt lên như thế nào? Ngô Bình, sau khi sửa lại phong thủy, khu vực mới này tương lai sẽ phát triển hơn xa bất cứ thành phố nào. Hơn nữa toàn bộ khí vận của phong thủy sẽ dồn vào nhà họ Lý ta. Lý Vân Đầu cười đáp, nếu như vậy thì phải sửa lại thôi. Lý Mai, thay đổi phong thủy, địa hình thì cần khoảng bao nhiêu tiền? Ngô Bình, phải san mấy ngọn núi, đào mấy con sông, có khá nhiều công trình phải xây nên cần ít nhất mấy trăm tỷ. Lý Mai, chúng ta sẽ lấy lý do gì để xây những công trình này? Ngô Bình, lấy lý do phủ xanh thành phố, chúng ta sẽ làm miễn phí giúp chính quyền, họ không có lý do gì để từ chối. Lý Mai gật đầu, được, anh gửi phương án cho em sẽ để chuyên gia phụ trách vấn đề này. Về đến nhà, Lý Vân Đầu và những người khác vừa ngồi xuống thì Cương Tử đi tới, nói cậu chủ, có người tên Vượng Hổ xin gặp, anh ta đến từ thị trấn bên. Ngô Bình hờ hững đáp, tôi không có thời gian, bảo anh ta đi đi. Cương Tử gật đầu nhưng một lát sau lại quay lại, nói cậu chủ, anh ta không chịu đi, cứ đứng ở gốc cây đối diện nhà ta chờ. Ngô Bình, vậy thì cho anh ta chờ đi. Nhà mới của Ngô Bình rất to, ông bà ngoại có một khu riêng, ông bà nội cũng vậy. Sắp xếp xong chỗ ở cho ông nội, Ngô Bình và Lý Mai ngồi trên một chiếc thuyền có mái che màu đen đi ra đông hồ chơi. Ở dưới thuyền, cá vô ngậm một sợi dây thừng kéo chiếc thuyền đi. Thuyền đi đến đông hồ thì Lý Mai tựa vào lòng Ngô Bình, nói, chồng à, anh muốn thay đổi phong thủy như thế nào? Ngô Bình cười đáp, ở đông hồ có Lý Dư, có thể làm Long Đình. Xung quanh đắp thêm 7 ngọn núi thì khi hợp lại sẽ tạo thành thế thất tinh Long Vương. Thế này không chỉ hội tụ linh khí đất trời mà còn có thể hút năng lượng. Không những có lợi cho nhà họ Lý chúng ta mà còn rất tốt cho Lý Dư. Nó có thể nhờ đó mà hoàn toàn lột xác, trở thành chân long. Lý Mai kinh ngạc, chồng à, anh lợi hại quá. Ngô Bình mỉm cười, nhắc đến một chuyện khác, Lý Mai, Diệp Huyền muốn một mảnh đất, cứ cho cậu ấy chọn tùy ý. Mấy ngày này anh phải giải quyết chuyện của xưởng thuốc, anh sẽ bảo họ xây dây chuyền sản xuất mới ở Vân Đình. Tập đoàn Miêu Dược, công ty Dược Long Huy, còn cả dây chuyền sản xuất thuốc viêm gan B mới đều đang trong giai đoạn triển khai, tương lai vô cùng sáng lạn. Lý Mai gật đầu, được. Ngô Bình, anh vẫn luôn muốn làm lĩnh vực ô tô năng lượng mới. Nhân lúc em cũng ở đây, chúng ta bàn mở công ty đi. Lý Mai, chồng à, giờ chúng ta mới tham gia vào lĩnh vực xe năng lượng có muộn quá không? Ngô Bình cười đáp, lĩnh vực này anh cũng không hiểu rõ lắm. Có thời gian phải đi tìm người trong ngành để nói chuyện mới được. Hai người họ đi thuyền trên hồ như vậy đến khi tối mới trở về nhà, đến cả cơm trưa cũng không ăn. Sau khi về, Lý Mai về phòng nghỉ ngơi, dập dìu trên hồ cả ngày nên cô đã thấm mệt. Ngày hôm sau, một chiếc máy bay đỗ xuống sân bay. Từ trên máy bay, một người đàn ông mặc vest, đi giày da thong thả bước ra khỏi máy bay. Người này xuống máy bay rồi lên một chiếc xe đi thẳng đến nhà Ngô Bình. Khi Ngô Bình nhìn thấy người đàn ông kia thì không khỏi ngạc nhiên. Anh cười hỏi, ông Khương, dạo này ông phát tài rồi sao? Người tới là Khương Đông Thăng, ban đầu Ngô Bình cho ông ấy 100 triệu. Thật không ngờ còn chưa tới một năm mà ông ấy đã khác hoàn toàn. Khương Đông Thăng cười đáp, cậu chủ Ngô, nhờ phúc của cậu mà mấy năm nay tôi kinh doanh tiền ảo cũng kiếm được một ít. Ngô Bình biết nửa năm nay, tiền ảo tăng giá mấy chục lần. Anh cười đáp, ồ. Ông kiếm được bao nhiêu vậy? Chương 929, chuẩn bị trước. Khương Đông Thăng cười nói, tôi đã đầu tư hết số tiền cậu đưa vào đó, sau đó dùng đòn bẩy đầu tư 20 lần trong nửa năm. Hiện tại số tiền thu được đã lên tới khoảng hơn 20 tỷ tệ. Ngô Bình giơ ngón tay cái cảm thán, hết nước chấm.
Khương Đông Thăng, cậu chủ Ngô, nửa năm nay tôi khá bận rộn, tôi đã tìm hiểu kỹ tình hình của xe ô tô năng lượng trên thị trường hiện nay. Tôi đến đây là để tìm cậu bàn chuyện hợp tác. Ngô Bình vẫn đang xem xét lĩnh vực kinh doanh này nên nghe Khương Đông Thăng nói vậy, anh mỉm cười đáp, ông đến đúng lúc lắm, vào nhà ngồi đi. Vào đến phòng khách, Ngô Bình gọi người bưng trà lên. Hai người họ bắt đầu bàn công chuyện. Khương Đông Thăng nói nhà nước đã ban hành chính sách, đề ra mục tiêu trong vòng 15 năm tới, doanh số bán xe năng lượng sẽ vượt 60%. Với tình hình hiện tại, trong vòng 15 năm, sản lượng sản xuất xe ô tô sẽ vượt qua 50 triệu chiếc, trong đó 30 triệu chiếc sẽ là dòng xe năng lượng mới. Với kỹ thuật điện và hệ thống kiểm soát mạch điện như hiện nay, ngành công nghiệp sản xuất xe hơi động cơ hỗn hợp đã vô cùng phát triển. Đây là tiền đề giúp ngành công nghiệp này càng phát triển và đạt được thành tựu lớn hơn trong tương lai. Một tháng trước, Khương Đông Thăng thu mua một công ty sản xuất ô tô năng lượng. Công ty này nghiên cứu phát triển lĩnh vực này đã 10 năm nay, trình độ kỹ thuật đi đầu. Chỉ có điều do đổ quá nhiều vốn vào quá trình nghiên cứu dẫn đến thâm hụt vốn trầm trọng nên sau cùng phải bán cả công ty đi. Khương Đông Thăng mua lại doanh nghiệp này với giá 16 tỷ tệ. Sau đó cho những cán bộ cốt cán cũ của công ty nắm một số cổ phần để họ tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Đồng thời, ông ấy cũng đã đi khảo sát các nhà máy sản xuất ô tô lớn trên thế giới, tiếp theo chỉ cần đủ vốn là trong vòng một năm có thể sản xuất ra dòng xe năng lượng chất lượng cao. Ngô Bình thấy ông ấy trình bày quá dài dòng nên hỏi luôn việc chính, ông nói đi, cần bao nhiêu tiền? Khương Đông Thăng, nếu cậu có đủ vốn thì mỗi năm tôi muốn đổ vào đó tổng cộng 100 tỷ. Trong một năm sẽ có đủ tài nguyên để tạo ra xe năng lượng hàng đầu. Trong hai năm có thể trở thành một trong ba doanh nghiệp hàng đầu về ô tô năng lượng trên cả nước. Trong ba năm, có thể vươn lên hàng top thế giới. Còn nếu không có đủ vốn thì mỗi năm chúng ta đập vào đó 30 tỷ, làm từ từ từng bước. Ngô Bình chỉ suy nghĩ trong vòng một phút rồi đáp, được, mỗi năm tôi sẽ đưa ông 100 tỷ. Khương Đông Thăng mắt sáng lên, đáp cậu chủ Ngô, doanh nghiệp sẽ do tôi quản lý. Cậu sẽ có 95% cổ phần của công ty. Ngô Bình cười hỏi, ông chỉ muốn 5% cổ phần thôi sao? Khương Đông Thăng, nếu tôi ra ngoài tìm thêm người góp vốn thì không chỉ rắc rối mà còn có nhiều hạn chế. Sau cùng còn chưa biết tôi có giữ nổi 5% cổ phần hay không? Chẳng bằng tôi nhượng cho cậu chủ Ngô 95% cổ phần ngay từ đầu. Ngô Bình gật đầu, được, cứ quyết như vậy đi. Những việc đằng sau tôi sẽ để Lý Mai thay mặt tôi làm việc với ông. Còn nơi đặt nhà máy sản xuất thì chọn Vân Đỉnh đi. Tôi đang có không ít đất đai ở đây. Ngay trong hôm đó, Lý Mai đã đưa Khương Đông Thăng đi xem mấy khu đất ở Vân Đỉnh để xem xét kế hoạch xây dựng nhà xưởng. Ngô Bình lệnh cho Hắc Thiên Giáo chuyển 100 triệu đô vào tài khoản do Lý Mai quản lý. Tiếp đó, số tiền này sẽ được giải ngân dần để đầu tư vào lĩnh vực xe năng lượng. Khương Đông Thăng vừa đi khỏi thì lại một người nữa tới muốn gặp anh. Đó là Chu Hướng Khoa, người điều hành công ty sản xuất vi mạch điện tử. Trước đó, Ngô Bình và Đường Tử Di đã đầu tư vào đây hơn 10 tỷ và có 45% cổ phần trong công ty này. Công ty của Chu Hướng Khoa hiện đã đổi tên thành công ty Thủy Tâm. Công nghệ mới mà họ nghiên cứu đã đạt được bước đột phá mới. Ngô Bình, giám đốc Chu, sao đột nhiên lại tới tìm tôi vậy? Chu Hướng Khoa đáp, cậu chủ Ngô. Việc nghiên cứu của công ty đạt được thành tựu đột phá nhưng bước đột phá đó cũng yêu cầu một nguồn vốn đầu tư lớn hơn. Cho nên tôi muốn xin nhượng lại cho cậu một số cổ phần nữa để đổi lấy vốn phát triển tiếp thành quả nghiên cứu. Ngô Bình, anh cần bao nhiêu? Chu Hướng Khoa, trong 3 năm tới, chúng tôi còn cần 30 tỷ nữa. Nếu cậu chủ Ngô có thể góp vốn thêm 30 tỷ thì tôi đồng ý nhượng lại thêm 15% cổ phần cho cậu. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp, tôi đồng ý. Chuyện này anh cũng giao lại cho Lý Mai xử lý. Nhà họ Lý sẽ đại diện nhận số cổ phần 15% này. Ngô Bình cũng nhân cơ hội yêu cầu họ xây nhà máy tại Vân Đỉnh, Chu Hướng Khoa vui vẻ đồng ý. Đến chiều, Lý Quảng Long hay tin Ngô Bình đã về nhà nên lập tức lên trực thăng đến gặp anh để bàn việc xây nhà máy tại Vân Đỉnh. Anh em đã lâu không gặp nên Lý Quảng Long khá nhớ anh. Cho nên, Lý Quảng Long còn đưa theo vợ con mình cùng tới. Con trai Tiểu Long của anh ta đã lớn lên trông thấy. Nhìn thấy Ngô Bình, cậu bé gọi to, chú ơi. Ngô Bình vui vẻ cười lớn, ôm lấy cậu bé, nói Tiểu Long, càng lớn càng đẹp trai nhé. Có bạn gái chưa? Tiểu Long chớp chớp mắt, đáp mẹ cháu bảo tạm thời nghiêm cấm không được có bạn gái. Mọi người nghe xong đều bật cười vui vẻ.
Ngô Bình mời Lý Quảng Long vào nhà ngồi chơi. Hai người còn chưa nói chuyện thì anh đã chú ý sắc mặt của Đinh Vi không tốt. Anh hỏi, chị dâu, em thấy hình như chị không được khỏe, chị có thấy khó chịu ở đâu không? Đinh Vi là trưởng nữ của nhà họ Đinh ở tỉnh Phủ, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa và được nuông chiều. Vốn có rất ít người khiến Đinh Vi tôn trọng nhưng Ngô Bình lại thuộc số ít đó. Trước giờ cô ấy đều rất xem trọng anh bởi anh có ơn cứu mạng đối với gia đình cô. Đinh Vi cười đáp, chú Ngô, chị không sao cả, chỉ là dạo gần đây mất ngủ nhiều nên cơ thể mệt mỏi. Ngô Bình, chị dâu, em là bác sĩ, tiện đây thì để em bắt mạch cho chị nhé. Đinh Vi mỉm cười gật đầu, Ngô Bình bắt mạch, trên gương mặt anh không có biểu cảm gì khác thường. Anh nói, không sao, để em kê mấy phương thuốc giúp chị điều tiết lại cơ thể là được. Đinh Vi thở phào nhẹ nhõm, chị đã nói là không sao rồi mà anh lòng em cứ bắt phải tới phiền em xem giúp. Ngô Bình nhìn lên đỉnh đầu Đinh Vi có một vầng mây đen bao phủ, còn hơi lộ ra huyết quang. Ngô Bình âm thầm chột dạ, bụng bảo dạ sắp có chuyện không lành. Nhưng ngoài mặt anh vẫn mỉm cười, nói chị dâu, trong vườn có mấy loại cây ăn quả, em đi hái cho chị ăn thử nhé. Anh đi vào trong vườn, trên cây hòe đã có thêm nhiều quả chín. Anh chìa tay ra, ba quả tự động rơi vào tay anh. Ngô Bình đưa cho Đinh Vi và Tiểu Long mỗi người một quả rồi nói, hai người nếm thử xem. Tiểu Long cắn một miếng, mắt sáng rực thốt lên, chú ơi, quả này ngon thật đấy. Đinh Vi cũng cảm thấy vị rất ngon, nói, chú Ngô, đây là cây hòe sao? Cây này còn kết quả được sao? Ngô Bình cười đáp, là do kỹ thuật lai ghép cây trồng. Tiểu Long khá nghịch ngợm, trong vườn nhà Ngô Bình nuôi một vài loài động vật như hươu sao, xếu, cừu alpaca đều bị cậu bé đuổi cho chạy tán loạn. Đinh Vi thấy vậy cũng vội đuổi theo con trai. Lý Quảng Long mặt đăm chiêu, cảm thấy Ngô Bình như thể có điều gì đó chưa nói ra nên hỏi, chú Ngô, hôm nay anh tới là muốn nhờ chú xem bệnh giúp vợ anh. Nửa tháng nay cô ấy nếu không nôn mửa thì lại mất ngủ, thế nhưng bệnh viện kiểm tra lại không ra bệnh. Chú Ngô, hãy nói thật với anh, có phải chị dâu chú có bệnh gì không? Ngô Bình vẻ mặt kỳ quái nhìn Lý Quảng Long, hỏi chị dâu có thai rồi, anh không biết sao? Lý Quảng Long giật mình, có thai? Sao có thể như vậy chứ, bà dì của cô ấy vẫn đến mà. Ngô Bình, đó không phải bà dì đâu, là xuất huyết do một số bệnh phụ khoa. Anh yên tâm, thai nhi vẫn khỏe mạnh. Ban nãy em đã cho chị ấy ăn một loại linh dược, trên thị trường giá ít cũng phải 1 tỷ tệ. Em sẽ xuất hóa đơn cho anh đấy nhé. Lý Quảng Long vừa kinh ngạc vừa vui mừng đáp, được được được, 10 tỷ anh cũng đưa. Ngô Bình đưa một quả hòe cho Lý Quảng Long, nói, anh Long, cơ thể chị dâu không có vấn đề gì nghiêm trọng. Có điều. Lý Quảng Long đón lấy quả hòe, còn chưa kịp ăn đã giật mình hỏi lại, có điều làm sao? Chương 930, Bí cảnh thiên võ. Ngô Bình khẽ thở dài, vừa nãy em thầm tính một quẻ, e rằng chị dâu không đi cùng anh được bao lâu nữa. Lý Quảng Long hoảng hốt, suýt nữa bật khóc, tuy anh ta phong lưu nhưng vô cùng yêu thương vợ, vội nói, người anh em, chú đừng dọa anh, chị dâu chú. Sắc mặt Ngô Bình rất nặng nề, anh nói, chị dâu sống không quá 2 năm nữa. Nhưng sức khỏe chị ấy rất tốt, nguy hiểm đến từ bên ngoài. Lý Quảng Long tóm lấy tay Ngô Bình, người anh em, chú phải giúp anh. Ngô Bình vỗ tay anh ta, anh Long, đừng lo, em sẽ nghĩ cách. Hơn nữa trong vòng 2 năm chị dâu sẽ không sao. Lý Quảng Long gật đầu, không sao là tốt. Ngô Bình, chỗ của em rất rộng, anh bảo chị dâu và Tiểu Long hãy sống ở đây, sẽ có ích. Lý Quảng Long nói, được, được, mấy ngày nữa cả nhà anh sẽ chuyển đến đây. Dù sao thì sau này xưởng thuốc đều sẽ chuyển đến khu mới, anh sẽ mua mấy căn nhà mới. Ngô Bình, không cần mua, em sẽ tặng anh căn biệt thự, cách nhà em không xa. Nhưng nó vẫn chưa được trang trí, anh cần tự trang trí. Lý Quảng Long cười nói, cảm ơn chú, thế anh không khách sáo nữa. Hai người bàn bạc, định xây công ty dược Long Huy và trụ sở chính của xưởng ở khu mới. Về phía thuốc mới thì thuốc mới của công ty dược Long Huy, thuốc uống linh huyết chữa bệnh tiểu đường cấp 2 đã được đưa ra thị trường. Do hiệu quả vô cùng tốt nên trên thị trường vô cùng khan hiếm, bọn đầu cơ thậm chí còn hét giá lên gấp 10. Tháng trước thuốc uống linh huyết bán được 3 triệu hộp, mỗi hộp giá 2.500 tệ, doanh thu 7.5 tỷ tệ. Lại thêm cả hai loại thuốc còn lại cũng bán rất chạy, tổng doanh thu lên đến hơn 30 tỷ. Khu xưởng thuốc mới được xây dựng, công ty Dược Long Huy năm nay đã có doanh thu đạt đến 400 tỷ, lợi nhuận lên đến 200 tỷ. Lý Quảng Long nói, Ngô Bình này,
anh nghe nói tập đoàn Miêu Dược đang sản xuất thực phẩm chức năng, chú có thể khai thác vài sản phẩm thực phẩm chức năng cho xưởng thuốc chúng ta không? Ngô Bình nói, được, khi nào anh xây xong xưởng mới thì em sẽ cung cấp đơn thuốc. Lý Quảng Long mừng rỡ, được, chú yên tâm, anh sẽ nhanh chóng cho xây. Mấy ngày liền Ngô Bình đều ở nhà, mãi tới hôm nay, anh đột nhiên nhận được một cuộc gọi, Ngô Sư Huynh, tôi là đệ tử Liễu Dương của đỉnh Vô Tương, phong chủ mời Sư Huynh trở về địa tiên giới, người nói bí cảnh thiên võ sắp mở ra. Ngô Bình nói, xin chào Liễu Sư Đệ, ngày mai tôi sẽ tới. Liễu Dương nói, Sư Huynh, tôi là tai mắt của đỉnh Vô Tương ở bên ngoài, nếu Sư Huynh có việc gì có thể gọi vào số này để liên lạc với tiểu đệ. Ngô Bình, được. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Bình thu xếp chuyện gia đình, sáng sớm hôm sau liền đi địa tiên giới. Khi lần nữa tiến vào địa tiên giới, thực lực của anh so với lần trước tăng lên hơn 10 lần, phi hành trên không trung nhanh như tia chớp, không lâu sau liền xuất hiện ở Thục Sơn Kiếm Phái. Trở lại đỉnh Vô Tương. Điều đầu tiên anh làm là đến thăm sư phụ Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền sống trong điện Vô Tương trên đỉnh Vô Tương. Khi Ngô Bình đến, một người đàn ông bước ra khỏi điện Vô Tương, anh ta mặc một bộ đồ màu xanh lam, có vẻ ngoài hào hoa. Lúc hai người đi lướt qua, người đàn ông đột nhiên dừng lại, hỏi cậu là sư đệ Ngô Bình sao? Ngô Bình nói, tôi là Ngô Bình, anh là ai? Người đàn ông cười nói, tôi tên Tử Vấn, bái sư sớm hơn cậu mấy năm. Ngô Bình vội vàng nói, thì ra là sư huynh. Tử Vấn gật đầu, sư đệ, sư huynh đi làm một chút chuyện, hôm khác sẽ nói chuyện với sư đệ sau. Ngô Bình, được, sư huynh. Sau khi Tử Vấn rời đi, Ngô Bình đi vào trong điện. Trần Đạo Huyền đang ngồi trên ghế uống trà, trước mặt ông ấy là vài trưởng lão của đỉnh Vô Tương. Sư phụ, trưởng lão. Trần Đạo Huyền gật đầu nói, con tới vừa đúng lúc. Ngô Bình, sư phụ. Nghe nói bí cảnh thiên võ sắp mở ra. Trần Đạo Huyền, ừ, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mốt sẽ mở ra. Sau đó ông ấy phất tay để cho tất cả trưởng lão đều lui ra ngoài, sau đó cười nói, đồ nhi à, ta thấy tu vi của con lại tăng, chẳng lẽ là tăng lên võ quân rồi. Ngô Bình cười nói, không giấu được sư phụ, đệ tử vừa mới đột phá không lâu. Trần Đạo Huyền rất vui, được, ngày xưa đỉnh Thanh Vân từng có một vị võ quân. Họ đã ăn mừng suốt 3 ngày 3 đêm trên đỉnh. Ha ha, khi con trở về từ bí cảnh thiên võ, ta cũng sẽ tổ chức tiệc mừng lớn cho con. Ngô Bình, sư phụ đang nói về Vũ Văn Thiên Đô sao? Trần Đạo Huyền gật đầu, người này năm đó đột nhiên xuất hiện, áp đảo tất cả anh tài trong địa tiên giới, thậm chí khiến đỉnh Vô Tương chúng ta không ngóc đầu lên nổi. Hiện tại kẻ đó đã bế quan, một khi xuất quan, tu vi của hắn e là sẽ không kém ta đâu. Ngô Bình có thể cảm nhận được sự lo lắng của Trần Đạo Huyền, liền hỏi, sư phụ, ngay cả khi kẻ đó là tiên quân cũng không có gì phải lo lắng. Trần Đạo Huyền, đồ nhi à, đại hội đấu kiếm năm nay Vũ Văn Thiên Đô nhất định sẽ ra tay, hắn nhất định sẽ gây bất lợi cho con ở đại hội đấu kiếm. Ngô Bình nhướng mày, sư phụ quá lo rồi, nếu có thời gian, con sẽ luyện tập Vô Tương Kiếm Kinh và đánh bại hắn trong đại hội đấu kiếm. Với sức mạnh hiện tại của mình, anh thậm chí có thể giành chiến thắng khi đánh với tiên quân. Trần Đạo Huyền rất vui và cười nói, ta tin tưởng vào con thậm chí còn tài năng hơn cả Vũ Văn Thiên Đô. Có lẽ sau này ta sẽ được hưởng sái vinh quang từ con. Sau đó ông ấy hỏi, đồ nhi, lúc con trở thành võ quân nhất định là đã mở linh khiếu, không biết con đã mở ra bao nhiêu linh khiếu. Ngô Bình, sư phụ, còn có 2 cái nữa, khi nào có cơ hội con sẽ mở 2 linh khiếu còn lại. Trần Đạo Huyền nói, trong bí cảnh thiên võ có thể có sức mạnh con muốn, hãy thử xem. Mắt Ngô Bình sáng lên, thật sao? Bí cảnh thiên võ rốt cuộc là cái gì? Trần Đạo Huyền, đó là di tích của tiên điện thiên võ, có rất nhiều thứ tốt trong đó. Nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm ở đó. Hơn nữa, bí cảnh thiên võ được kết nối với hầu hết các không gian trong Côn Luân, vì vậy những người cuối cùng tiến vào bí cảnh không chỉ có thiên tài của địa tiên giới mà còn có thiên tài của các động phủ khác, con nhất định phải cẩn thận. Ngô Bình, sư phụ, có bao nhiêu người tiến vào bí cảnh? Trần Đạo Huyền, không dưới 200 người. Hơn nữa cũng chỉ có tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh trở xuống mới có thể tiến vào bí cảnh, nếu không sẽ kích phát sấm chớp bên trong, bị nổ chết. Ngô Bình, cho nên con có thể phải đối mặt với chân quân cảnh giới kết thai. Trần Đạo Huyền, không sai, cho nên ta mới nói lần này rất nguy hiểm. Bình thường người tiến vào bí cảnh đều sẽ mang theo pháp khí và phù chú. Cho nên không nên khinh thường bất cứ ai. Ngô Bình, sư phụ,
bí cảnh thiên võ không có ảnh hưởng gì đối với pháp khí và phù chú sao? Đương nhiên là có, bên trong bí cảnh thiên võ, pháp khí và phù chú quá mạnh không thể sử dụng được. Nhưng con không được bất cẩn, lúc nào cũng phải cẩn thận. Ngô Bình gật đầu, sư phụ, con hiểu. Trần Đạo Huyền dặn dò vài câu rồi bảo Ngô Bình đến Lầu Đa Bảo tìm vài thứ anh cần dùng trong bí cảnh thiên võ. Lầu Đa Bảo là một tòa nhà 5 tầng. Không phải ai cũng có thể vào nơi này, mỗi phong chủ hoặc điện chủ chỉ có 10 suất để vào Lầu Đa Bảo hàng năm. Khi hai thầy trò đến trước Lầu Đa Bảo, Ngô Bình đã bị sốc trước vẻ ngoài của nó. Anh thấy Lầu Đa Bảo cao hơn 300 mét, nơi nó tọa lạc là một chân núi. Anh ước tính sơ bộ diện tích tầng 1 của Lầu Đa Bảo ít nhất là hàng chục nghìn mét vuông. Chương 931, Thần Phù Động Thiên. Lối vào của Lầu Đa Bảo là một cánh cổng rộng, có một ông già ngồi ở cổng, là người gác cổng. Đối với người gác cổng, Trần Đạo Huyền thực sự rất cung kính, nói, chào ông Chu. Ông Chu liếc nhìn Trần Đạo Huyền và Ngô Bội, cười nói, là Đạo Huyền à, ông tự mình đưa đệ tử này tới đây, xem ra ông rất coi trọng cậu ta. Trần Đạo Huyền cười nói, ông Chu, đứa trẻ này có tư chất xuất chúng, đã là võ quân, tôi muốn huấn luyện nó thật tốt, thêm một tiên quân nữa cho Thục Sơn kiếm phái chúng ta. Mắt ông Chu sáng lên, võ quân sao? Tốt lắm, tốt lắm. Trần Đạo Huyền cười nói, đồ nhi, để ông Chu dẫn con vào, không hiểu gì cứ hỏi ông Chu, nói xong ông ấy xoay người rời đi. Ông Chu bật cười, hỏi, cậu nhóc, cậu tên là gì? Ngô Bình vội vàng nói, thưa ông Chu, đệ tử tên Ngô Bình. Ông Chu gật đầu, Ngô Bình, đi theo ta. Hai người lần lượt bước vào cổng. Phía sau cánh cổng là một vùng ánh sáng màu tím, phạm vi nhìn thấy không đến nửa mét nên Ngô Bình chỉ có thể đi theo ông Chu vào trong. Xuyên qua ánh sáng tím, Ngô Bình nhìn thấy một hành lang dài có ánh đèn từ trên cao hắt xuống. Hai bên hành lang có rất nhiều cánh cửa, trên mỗi cửa đều viết một tiên văn. Ông Chu đứng lại, cười nói, cậu nhóc, trong này có 27 cánh cửa. Sau mỗi cửa là một kho báu, cậu chỉ có thể chọn một cửa đi vào. Ngô Bình, ông Chu, những kho báu này có gì khác nhau? Ông Chu, đằng sau 27 cánh cổng đều có một loại bảo vật. Ngô Bình nhận ra tiên văn, anh nhìn thấy tiên văn được viết trên cánh cửa gần bên trái, nó có nghĩa bùa chú, vì vậy anh nói, đệ tử chọn cánh cửa này. Sắc mặt ông Chu rất kỳ quái, ông ấy nói, cậu chắc chưa? Ngô Bình gật đầu, chắc. Được, ông ấy gật đầu. Lấy chìa khóa ra mở cửa. Cậu có một tiếng, trong vòng một tiếng có thể lấy được bao nhiêu đồ vật tùy thuộc vào năng lực và vận may của cậu, thời gian mà hết thì dù có lấy được đồ vật hay không cũng nhất định phải đi ra, nếu không tôi sẽ nhốt cậu bên trong. Ngô Bình gật đầu, được, đệ tử đã hiểu. Nói xong, anh bước vào. Ông Chu lắc đầu, quay đầu bước ra khỏi Lầu Đa Bảo. Ngoài cửa, Trần Đạo Huyền đang đi tới đi lui, ông ấy hỏi, nó chọn cửa nào? Ông Chu, tên nhóc này quá xui xẻo, nó lựa chọn Thần Phù Động Thiên. Trần Đạo Huyền sửng sốt, sau đó thở dài, tại sao nó lại chọn Thần Phù Động Thiên cơ chứ? Chủ nhân của Thần Phù Động Thiên là Thần Phù Đại Đế nổi danh thời tiền sử. Sau khi người đó chết đi, Thục Sơn kiếm phái chúng ta có được động thiên mà người đó mở ra, và nó được bí mật đặt ở đây để cho các đệ tử tới khám phá, trở thành một trong 27 động thiên ở Lầu Đa Bảo. Nhưng kể từ khi thành lập Thục Sơn kiếm phái, tất cả những người đi vào đều phải thất vọng và trở về tay không. Ông Chu, đúng vậy, cho dù là thiên tài mà những năm qua Thục Sơn phái tới cũng không có người nào thành công. Nhưng cậu nhóc này là thiên tài, có lẽ có thể đạt được chút gì đó. Trần Đạo Huyền nói, quên đi, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, cứ để mặc cho số mệnh đi. Ông Chu, chúng ta nói chuyện đi. Về phía Ngô Bình, sau khi anh bước vào cổng, hai chân anh trống rỗng, sau đó anh cảm thấy thế giới quay cuồng. Khi chân anh chạm đất, anh thấy mình đến một quảng trường rất lớn. Anh nhìn lên, bầu trời màu vàng nhạt và cao vô cùng. Mặt đất của quảng trường được lát bằng gạch kim loại, nếu nhìn kỹ sẽ thấy mỗi viên gạch đều là một tấm bùa, vô số gạch bùa được kết hợp với nhau tạo thành một trận bùa siêu cấp. Trên quảng trường, có 108 cây cột kim loại cực lớn, mỗi cây cột đều là trung tâm của trận pháp bùa chú, chúng được tạo thành từ hàng ngàn lá bùa mạnh mẽ. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Bình sững sờ. Nhân vật cỡ nào mà có thể thiết kế một trận pháp bùa chú phức tạp, tinh vi với quy mô lớn như vậy? Hơn nữa, nơi đây chẳng phải là kho báu sao? Bảo bối đâu rồi? Đúng lúc này, một giọng nói của cậu bé vang lên trên quảng trường, giọng điệu giễu cợt, xem đi, lại có thêm một tên ngốc nữa tới. Sau đó là tiếng cười của một bé gái, Tiểu Kiếm,
có lẽ anh ta thông minh hơn người trước đó. Cậu bé khịt mũi, chúng ta ở đây đã vô số năm cũng chưa từng gặp qua người nào thông minh, đây nhất định là một tên ngốc. Tiểu Băng, tớ cá là anh ta không trụ nổi trăm hơi. Một trăm hơi nghĩa là một trăm hơi thở. Ngô Bình nghe thấy hai giọng nói này thì thấy rất khó hiểu, lớn tiếng hỏi, ai? Cậu nhóc tên Tiểu Kiếm nở một nụ cười quái dị, đồ ngốc, anh hiểu tôi đang nói gì chứ? Ngô Bình, nếu so tiên văn thì cách phát âm của tôi tốt hơn của nhóc đấy. Tiểu Kiếm tức giận nói, được lắm, anh dám cười tôi sẽ cho anh biết tay. Vừa dứt lời, bảy viên gạch bùa dưới đất phát sáng, trên mặt đất xuất hiện một người làm bằng giấy, nó chắp tay với Ngô Bình như đang thách thức anh. Tiểu Kiếm nói, khách sáo làm gì, đánh anh ta đi. Người giấy di chuyển đột ngột, mỗi động tác nhanh như tia chớp, tao nhã và nhanh nhẹn, quyền pháp của nó cực kỳ cao minh. Nếu Ngô Bình không phải võ quân, anh thậm chí có thể không đỡ nổi đòn đầu tiên. Ầm ầm, hai người thoáng cái đã đánh hai chưởng, đấm ba quyền. Ngô Bình cảm thấy rằng người giấy rất mạnh mẽ, ít nhất là mạnh bằng một nửa anh, điều này khiến anh rất ngạc nhiên. Sau khi ra tay, Ngô Bình biết rằng mình không thể chiến đấu với nó nên ngay lập tức sử dụng tuyệt kỹ của mình và bẻ gãy cánh tay của người giấy. Sau khi người giấy bị gãy tay, nó sững người ở đó. Sau vài giây, nó biến thành một đống giấy và rơi xuống đất. Tiểu Vũ, wow, Tiểu Kiếm ơi, anh ấy đánh thắng rối bùa rồi. Tiểu Kiếm rất không phục, con rối bùa này quá yếu, để tớ đổi cái mạnh hơn. Tiểu Vũ, Tiểu Kiếm, không phải cậu nói chỉ cần có thể đánh bại con rối liền có cơ hội sao? Tiểu Kiếm có vẻ rất không biết xấu hổ, cậu bé khịt mũi, bây giờ tớ đổi ý rồi. Dứt lời, trên mặt đất, 28 viên gạch bùa sáng lên, lại xuất hiện một người giấy. Người giấy này rõ ràng cao hơn, nó cao 5 mét, có 3 đầu 6 tay, mỗi tay cầm một vũ khí bằng giấy. Tiểu Vũ kêu lên, Tiểu Kiếm, tớ cảm thấy cậu đang bắt nạt người ta quá đáng. Tiểu Kiếm khịt mũi, nếu anh ta có thể đánh bại con rối 6 tay, tớ sẽ để anh ta vào, vườn bùa, để chọn bùa. Người giấy 6 tay lao tới, 6 vũ khí kết hợp lại tấn công một cách kỳ diệu, cực kỳ mạnh mẽ. Ngô Bình lấy ra kiếm Hắc Long, ánh kiếm nhảy múa, lao vào chiến đấu với người giấy 6 tay. Sau vài chiêu, anh thi triển chiêu cuối, dùng một nhát kiếm chặt đứt cả hai cánh tay của người giấy rồi nhân cơ hội đuổi theo, chỉ trong chốc lát đã chặt đầu người giấy. Người giấy sững người nguyên chỗ cũ, rồi vỡ tan thành từng mảnh. Vòng này, anh lại thắng. Tiểu Vũ, Tiểu Kiếm. Một lúc lâu sau, Tiểu Kiếm mới nói, bỏ đi, tớ sẽ tha cho tên này để anh ta vào vườn bùa. Vừa dứt lời, những viên gạch bùa trước mặt Ngô Bình sáng lên, ngưng tụ thành một cánh cửa ánh sáng, Tiểu Kiếm nói, tên kia, đi vào đi, bên trong là vườn bùa. Ngô Bình chắp tay, cảm ơn. Anh bước vào cánh cổng ánh sáng và bước vào một không gian rộng lớn, được bao quanh bởi những hào quang đầy màu sắc, những lá bùa khác nhau được treo lơ lửng trong không trung. Giọng Tiểu Kiếm lại vang lên, tên kia, ở chỗ này anh có thể chọn tối đa 3 lá bùa. Ngô Bình hỏi, xin hỏi cậu là ai? Tiểu Kiếm nói, tôi là một trong những lá bùa trấn giữ thần phù động thiên này. Ngô Bình giật mình, hóa ra cậu bé là bùa chú sao? Một lá bùa có trí thông minh như vậy chắc là không tầm thường. Chương 932, thần phù. Anh nói, thần phù tiền bối, người có thể xuất hiện để tôi được gặp người không? Tiểu Kiếm cười lạnh, anh quá yếu, không xứng để tôi gặp. Mau đi chọn bùa, sau đó rời khỏi nơi này. Ngô Bình nói, được. Anh mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật, lập tức bị kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt, mỗi một lá bùa phát ra một loại ánh sáng khác nhau, chói mắt như mặt trời, chứng tỏ chúng cực kỳ mạnh. Tuy nhiên trong số hàng vạn lá bùa này, có hai lá bùa đặc biệt nhất, một lá có kiếm khí và một lá có hàn khí kinh người, bên trong ẩn chứa những cấm chế dày đặc phức tạp, hình thành một thế giới nhỏ. Anh đi tới bên dưới tấm bùa có kiếm khí định đoạt lấy thì Tiểu Kiếm lại cả giận nói, anh thật to gan. Kiếm khí chấn động, toàn bộ cánh tay của Ngô Bình ngay lập tức phủ đầy vết máu dù cách vài trăm mét. Anh cả kinh, pháp bào âm dương và thể chất mạnh mẽ lại không chịu nổi khí tức của kiếm phù này. Anh vội vàng rút tay về, lùi về phía sau vài bước, nói, thì ra người chính là vị tiền bối đó. Kiếm phù nói, anh hãy lấy bùa ở đây bằng bản lĩnh. Còn tôi thì anh hãy từ bỏ đi, cho dù anh có trở thành thiên tiên cũng không xứng có được tôi. Ngô Bình không dám có tâm tư gì khác. Cười nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Vì vậy anh tìm một tấm bùa khác, mặc dù linh khí không mạnh bằng bùa kiếm nhưng vẫn bằng khoảng 1/3 uy lực. Anh vươn tay muốn đoạt lấy lá bùa,
lá bùa lập tức phát ra ánh sáng vàng óng, anh kêu thảm một tiếng giống như bị vạn ngọn núi bị đè xuống, bị ấn mạnh trên mặt đất, không thể động đậy. Tiểu Vũ nói, ôi, anh thật quá tham lam, đây là thần phù, tam hoàng trấn áp, mạnh mẽ, thế mà anh cũng dám ngấp nghé nó. Ngô Bình cười nhạt, tôi cũng xin tiền bối cho lời khuyên. Tiểu Vũ, thực lực của anh quá yếu, chọn một ít bùa yếu hơn đã, sẽ phù hợp hơn. Ngô Bình, tiền bối, tôi chỉ có thể lấy bùa chú có sức mạnh không bằng tôi đúng không? Tiểu Kiếm cười lạnh, sức mạnh không bằng anh. Vừa rồi bùa tam hoàng trấn áp suýt chút nữa làm anh bị thương dù chỉ mới tung ra chưa đến một phần nghìn uy lực, anh cho rằng anh mạnh hơn nó sao? Ngô Bình giật mình, một phần nghìn. Tiểu Kiếm, tên kia, những lá bùa này chỉ có thể phát huy hết sức mạnh khi chúng được sử dụng chính thức. Ngô Bình vẫn không bỏ cuộc, anh lại đến trước thần phù tam hoàng trấn áp, mười linh khiếu khắp cơ thể anh rung lên, anh điều động tất cả sức mạnh thiên nguyên để chộp nhanh lấy tấm bùa. Bùm! Thần phù lại phát ra ánh sáng vàng mạnh mẽ trấn áp anh, nhưng Ngô Bình ngay lập tức đốt cháy mỡ tiên và sử dụng sức mạnh của thiên nguyên để chống lại thần phù. Lần này, tay của anh lại xuyên qua ánh vàng, nắm lấy bùa tam hoàng trấn áp. Anh giữ chặt lá bùa này, một ánh sáng thần thánh bay ra khỏi lá bùa và rơi vào võ hồn của Ngô Bình, điều đó có nghĩa là anh đã thu phục được lá bùa và trở thành chủ nhân của lá bùa. Thần phù này tự động hấp thụ năng lượng từ hư không và có thể tái sử dụng. Nhưng sau khi tiêu hao hết sức mạnh thần phù, cần một khoảng thời gian mới có thể tiếp tục sử dụng. Nhìn thấy Ngô Bình thực sự lấy đi một thần phù, Tiểu Kiếm và Tiểu Vũ im lặng. Ngô Bình đút bùa tam hoàng trấn áp vào túi, cười nói, tiền bối, tôi còn có thể lấy nữa không? Tiểu Kiếm hừ một tiếng, cũng may mắn đấy, có gan thì tới bắt tôi đây này. Thực ra vừa rồi Ngô Bình đã cố gắng hết sức, đốt cháy cả mỡ tiên mới miễn cưỡng lấy được bùa tam hoàng trấn áp. Giờ anh không còn sức lực để lấy một lá bùa khác mạnh hơn. Vì vậy tiếp theo anh chọn một lá bùa không quá mạnh, bùa độn địa. Để sử dụng lá bùa này phải có sức mạnh độn địa, anh đã tình cờ đã hấp thụ loại năng lượng này, vì vậy không khó để khuất phục nó. Một khi bùa độn địa được thi triển thì có thể rút đất đến nơi khác với tốc độ cực nhanh. Bùa này có thể sử dụng nhiều lần, nhưng nó sẽ tiêu hao lực độn địa trong cơ thể Ngô Bình. Lá bùa thứ ba mà anh lấy được là một lá bùa truy hồn âm dương. Để sử dụng nó cần có âm dương thần lực. Hơn nữa, lá bùa này chỉ có thể sử dụng 7 lần, còn được gọi là bùa truy hồn thất sát. Sau 7 lần, nó chỉ còn là một mảnh giấy vụn. Sau khi lấy 3 lá bùa, Ngô Bình chắp tay với hư không, nói tiền bối, tôi xin cáo từ. Tiểu Kiếm, tên kia, xem ra tư chất của anh không tệ. Ngô Bội, tiền bối quá khen. Tiểu Vũ, anh sẽ trở thành một thần quân sao? Ngô Bình không giấu giếm điều gì, nói chắc không khó. Tiểu Kiếm lại hỏi, anh có phương pháp hô hấp cực phẩm sao? Ngô Bình cười nói, đúng. Tiểu Kiếm, khi nào anh trở thành địa tiên nhất định phải quay lại nơi này, tôi có một thứ tốt cho anh. Ngô Bình gật đầu, vãn bối nhớ rồi. Sau đó Ngô Bình bị một tia sáng mang ra khỏi sơn động, trực tiếp xuất hiện ở ngoài cửa. Sau khi Ngô Bình rời đi, Tiểu Vũ hưng phấn nói, Tiểu Kiếm, cơ hội của chúng ta tới rồi. Có lẽ anh ta có thể mang chúng ta rời khỏi đây. Tiểu Kiếm, hy vọng thế. Thực lực của hai chúng ta quá mạnh, thần phù đại đế đã dùng tính mạng luyện hóa ra chúng ra, nếu muốn mang chúng ta đi chỉ sợ anh ta chưa chắc đủ tư cách. Tiểu Vũ, vẫn có hy vọng, hơn nữa nếu có thể tìm được truyền nhân, chúng ta cũng có thể ăn nói với đại đế. Ông Chu và Trần Đạo Huyền đang đánh cờ ngoài cửa, bỗng nhiên cả hai đứng dậy, nhìn về phía cửa. Ngô Bình đi ra. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền và ông Chu ở đó liền chào, sư phụ, ông Chu. Trần Đạo Huyền hỏi, đồ nhi, con không bị thương chứ? Ngô Bình cười nói, không bị thương, chỉ phải chịu chút khổ. Trần Đạo Huyền nói, vậy thì tốt, không thu được gì cũng không sao, dù sao chưa từng có ai lấy được gì từ thần phù động thiên. Ông ấy mới nói một nửa đã im bặt, nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Quanh thân anh mơ hồ lộ ra ánh sáng của sát khí. Hóa ra anh đã để bùa truy hồn thất sát trên người, vì thế mới có ánh sáng này. Anh lấy lá bùa ra, nói, sư phụ, con lấy được nó từ trong đó. Ông Chu và Trần Đạo Huyền nhìn nhau, ông Chu hỏi, cậu, lấy được lá bìa bên trong sao? Ngô Bình gật đầu, lấy cả 3 lá bùa ra, thần phù tam hoàng trấn áp, bùa địa đột, bùa truy hồn thất sát. Thấy 3 lá bùa, mắt ông Chu sáng lên, cười nói, tốt. Quả nhiên là thiên tài. Đạo Huyền, đỉnh vô tương các người sắp quật khởi rồi. Trần Đạo Huyền cười lớn, nói ông Chu, tôi không làm phiền ông nữa,
hôm khác chúng ta nói tiếp nhé. Nói xong ông ấy kéo Ngô Bình biến thành một luồng sáng bay đi. Ngay sau đó hai người quay về đỉnh Vô Tương, Trần Đạo Huyền cười tâu toét, ông ấy hỏi Ngô Bình đã trải qua điều gì trong thần phù động thiên, sau đó nói, xem ra con đã có được sự công nhận của họ. Khi nào con thành địa tiên hãy quay lại đó, có lẽ có thể lấy hai đại thần phù. Ngô Bình, sư phụ, người có biết về hai thần phù đó không? Trần Đạo Huyền, các sư trưởng từng nói hai thần phù đó được thần phù đại đế chế tạo ra trước khi chết, một lá tên Thái Ất, một lá tên Tử Vi, uy lực vô cùng to lớn. Nếu con lấy được hai lá bùa này thì có thể đi bất cứ nơi đâu trong địa tiên giới. Ngô Bình gật đầu, trong đó có rất nhiều lá bùa, sau này có cơ hội con sẽ quay lại lấy. Trần Đạo Huyền cười nói, không cần rắc rối thế, chỉ cần con khống chế Thái Ất và Tử Vi thì tất cả bùa là của con. Thậm chí ngay cả truyền thừa của thần phù đại đế cũng thuộc về con. Chương 933, gặp lại Hồng Lăng. Ngô Bình, sư phụ, tại sao lại có động thiên trong lầu Đa Bảo? Trần Đạo Huyền, thực ra 27 cánh cổng tượng trưng cho 27 động thiên. Những động thiên này được mở ra bởi những bậc đại năng thời cổ đại. Sau khi họ mất, những động thiên vẫn tồn tại và Thục Sơn kiếm phái đã tìm thấy chúng. Tuy nhiên, nếu muốn có được lợi ích phải được động thiên công nhận. Ngô Bình, có phải tất cả động thiên đều của tu sĩ cảnh giới động thiên? Trần Đạo Huyền lắc đầu, không thể nói như vậy. Chủ nhân của những động thiên này đều là những sự tồn tại đã có những thành tựu lớn ở cảnh giới động thiên, mỗi người trong số họ đều vô cùng mạnh mẽ. Ngô Bình trợn to mắt, có thành tựu lớn ở cảnh giới động thiên. Sư phụ, người nói như vậy là có ý gì? Trần Đạo Huyền cười nói, cảnh giới động thiên tràn ngập khả năng vô tận và trí tưởng tượng vô hạn. Sau khi mở động thiên, sức mạnh của động thiên chính là sức mạnh của chính tu sĩ. Cho nên một số thiên tài ở thời cổ đại vì theo đuổi sức mạnh tối thượng mà bắt đầu sống trong động thiên, có người luyện hóa động thiên thành pháp bảo, có người bố trí trận pháp vô song trong động thiên, còn có người giống như thần phù đại đế, động thiên hoàn toàn là do bùa chú tạo thành. Ngô Bình nghe thế sững sờ, cảnh giới động thiên có thể tu luyện như vậy sao? Trần Đạo Huyền, không chỉ là cảnh giới động thiên, mọi cảnh giới của địa tiên giới đều tràn ngập khả năng. Ví dụ như có vô số phương pháp cường hóa cảnh giới linh biến và cảnh giới thần hóa. Thời cổ đại, có những cao thủ ở cảnh giới linh biến hóa thành linh thần khổng lồ, tung một quyền có thể đấm thủng bầu trời. Cũng có những cường giả cảnh giới thần hóa thuận theo trời đất, biến hóa không ngừng, áp đảo thiên hạ. Ngô Bình nói, thật lợi hại. Trần Đạo Huyền cười nói, đồ nhi, thành tích của con sẽ không thua kém những nhân vật truyền kỳ thời viễn cổ này đâu. À phải rồi. Những người này được người đời sau gọi là tu sĩ truyền kỳ. Ví dụ như một chân nhân đạt được thành tựu trong cảnh giới thần hóa sẽ được gọi là truyền kỳ, và được gọi là chân nhân truyền kỳ. Sau khi trò chuyện vài câu, Trần Đạo Huyền bảo Ngô Bình chuẩn bị tốt. Anh cáo lui và quay về đỉnh Thiếu Phong. Con rắn lớn màu trắng kia ngoan ngoãn cuộn mình trong rừng cây, vừa nhìn thấy Ngô Bình liền ngẩng đầu lên, nịnh nọt đến gần Ngô Bình. Ngô Bình cười và nói, thật hiếm khi thấy mày hoạt bát như vậy. Hãy uống viên long thoát đan này. Con rắn lớn nuốt đan dược, lập tức cuộn thành một quả cầu, rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Vào ban đêm, trong sân nhỏ nơi Ngô Bình sống, anh đột nhiên nghe thấy tiếng động, sau đó nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh Bình. Ngô Bình mừng rỡ, Hồng Lăng. Anh bước ra khỏi phòng, Hồng Lăng đứng cách đó không xa, thấy anh liền sung sướng nhào vào lòng anh. Ngô Bình cười hỏi, sao em lại tới đây? Giọng nói của Kiều Bộ Tiên từ phía sau truyền đến, ta mang Hồng Lăng đến cho con đấy. Ngô Bình mừng rỡ, sư phụ. Kiều Bộ Tiên nói, ta nên đến từ lâu, nhưng con mãi chẳng về đỉnh Thiếu Phong. Ngô Bình mời hai người vào phòng, lấy tiên đào và linh quả ra đưa cho họ. Hồng Lăng nhận lấy và ăn rất vô tư. Ngô Bình phát hiện ra rằng Kiều Bộ Tiên đã lên đến địa tiên cấp thứ 5, anh rất ngưỡng mộ, nói, sư phụ, tốc độ tu luyện của người nhanh quá. Hồng Lăng nói, anh Bình, anh không biết đâu, phủ chủ nói sư phụ có thể chất vô cùng đặc thù, tu luyện càng về sau tốc độ càng nhanh. Kiều Bộ Tiên, mặc dù bây giờ thể chất của ta có ưu thế, nhưng tu luyện đến giai đoạn sau sẽ không ổn định, cảnh giới tiên quân là cực hạn. Ngô Bình, sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến người thành thiên tiên. Kiều Bộ Tiên mỉm cười, được, ta tin tưởng vào năng lực của con. Ông ấy nói với Ngô Bình rằng sau khi trở về ông ấy sẽ bế quan. Trong thời gian đó, ông ấy bảo Ngô Bình chăm sóc Hồng Lăng nhiều hơn. Hiện tại anh cũng là đệ tử ưu tú, cho dù có tiếp xúc với Hồng Lăng cũng sẽ không khiến người khác nghi hoặc.
Trò chuyện một hồi, Kiều Bộ Tiên rời đi trước. Khi ông ấy rời đi, Ngô Bình đã đưa cho ông ấy hai bình thuốc. Hai bình thuốc này rất hữu ích cho việc đột phá lên chân quân và ổn định tu vi. Ngay khi Kiều Bộ Tiên rời đi, Hồng Lăng nói, anh Bình, ở đây thật nhàm chán. Em không thân với mọi người, em muốn quay về với anh. Ngô Bình cười nói, nếu em cảm thấy nhàm chán, anh sẽ đưa em ra ngoài đi dạo khi anh trở về từ bí cảnh thiên võ. Mắt Hồng Lăng sáng lên, thật sao? Ngô Bình gật đầu, đương nhiên là thật. Hồng Lăng cười nói, tốt quá. Ngô Bình không dám để Hồng Lăng ở lại lâu, anh đưa cho Hồng Lăng chiếc nhẫn đựng đồ mà Trần Đạo Huyền đưa cho, để đầy đồ ăn vặt và một số đan dược và bùa chú mà anh đã luyện chế bên trong. Tu vi hiện tại của Hồng Lăng đã đạt đến cảnh giới thiên sư, cô ấy đã trở thành một trong số ít những thiên sư của Thục Sơn kiếm phái. Ngô Bình cũng truyền cho Hồng Lăng một số tình hình và phương pháp tu luyện bí truyền, hy vọng có thể giúp cô ấy. Khi trời gần sáng, Hồng Lăng mới luyến tiếc rời đi. Đưa Hồng Lăng đi rồi, Ngô Bình ngồi thiền một lúc, sau đó có người bên ngoài tới thông báo. Ngô Sư Huynh, trưởng lão Điện Trường Sinh đến mời. Ngô Bình liếc nhìn, trời vẫn chưa sáng, Điện Trường Sinh định làm gì? Nhưng dù thế nào anh cũng là luyện đan sư của Điện Trường Sinh, cho nên lập tức đi ra ngoài nghênh đón. Ngoài cửa, Văn Thánh trưởng lão nhìn thấy Ngô Bình, lập tức cười nói, Ngô Bình, ta đã trở lại, đi theo ta. Ngô Bình, Văn trưởng lão, ngày mai tôi phải tham gia bí cảnh thiên võ. Văn Thánh nói, yên tâm, sẽ không chậm trễ đâu, ta chế tạo một lô đan dược nhưng nó không có hiệu quả, cậu xem giúp ta đi. Ngô Bình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc theo ông ta đến Điện Trường Sinh. Khi hai người đáp xuống, họ nhìn thấy một nhóm trưởng lão ngoài cổng cung điện. Họ dường như đang chờ đợi anh xuất hiện. Ngô đan sư, cậu xem hộ ta xem đan dược của ta có vấn đề ở đâu. Một vị trưởng lão bóp mạnh một viên đan dược to bằng hạt đậu xanh, đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình ngửi thử, quan sát một hồi rồi hỏi, đây là không minh đan sao? Luyện đan sư vội vàng gật đầu, không sai, Ngô đan sư đúng là tinh mắt. Ta nghiên cứu đan này hơn 30 năm, nhưng tỷ lệ thành công cực thấp, hơn nữa cho dù thành công thì chất lượng đan dược cũng không tốt. Ngô Bình, ta cũng không biết công thức luyện không minh đan huống chi là luyện chế, chỉ sợ. Luyện đan sư kia nói, không thành vấn đề, ta và Ngô đan sư cùng nhau luyện chế. Sắc mặt Văn Thánh rất khó coi, luyện cái gì mà luyện. Ngô đan sư là do ta mời đến, tất nhiên phải đến chỗ ta trước, các ngươi tránh ra đi. Văn Thánh kéo Ngô Bình đi thẳng về phòng luyện đan của mình, những luyện đan sư còn lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn, đứng chờ đợi ở bên ngoài. Văn Thánh mở lò đan ra, bên trong đầy bã than, hiển nhiên lò đan dược lúc trước ông ta luyện chế đã bị hỏng. Ngô Bình hỏi một chút, biết được thứ mà Văn Thánh luyện chế là thuần dương đan, viên đan này có thể hỗ trợ tu sĩ lên đến cảnh giới thuần dương, nó được coi là một viên đan dược khá cao cấp. Ngô Bình hỏi về công thức và phương pháp luyện chế, ngay lập tức tự thử luyện. Lượt thứ nhất, anh phát hiện vấn đề, chính là bởi vì nhiệt độ lò luyện đan có vấn đề, hơn nữa có một loại thuốc bị biến dị cần xử lý. Vấn đề được giải quyết, lượt thứ hai đã thành công, thành quả đan nhị phẩm. Lượt thứ ba Văn Thánh tự luyện chế, thành quả đan tam phẩm, ông ta rất vui vẻ. Sau khi giúp Văn Thánh giải quyết xong vấn đề thì đã là 3 tiếng sau. Trước khi các luyện đan sư khác kịp hỏi ý kiến, Lục Phi Hùng, điện chủ Điện Trường Sinh đã lao vào và kéo anh đến phòng luyện đan của mình. Ngô Bình rất bất đắc dĩ, nói, điện chủ, người muốn tôi làm cái gì? Lục Phi Hùng nở một nụ cười hiền từ. Nói, lần trước cậu đã giúp ta luyện chế Long Môn Đan, khiến Điện Trường Sinh của ta áp đảo đan đỉnh môn. Trong khoảng thời gian này, ta đã thu thập được rất nhiều đơn thuốc cổ xưa, chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu. Ngô Bình, Điện Chủ, ngày mai tôi phải đi bí cảnh thiên võ, đợi tôi trở về rồi nghiên cứu nhé. Lục Phi Hùng, không thành vấn đề, chúng ta nghiên cứu một đơn thuốc thôi, cậu xem đi. Ông ta lấm lét lấy từ trong túi ra một cuộn da. Nhìn thấy cuộn da. Ngô Bình trợn to hai mắt, cẩn thận xem xét rồi kinh ngạc nói, đây là da rồng sao? Lục Phi Hùng sửng sốt, da rồng, làm sao cậu phát hiện? Ngô Bình, chỉ có da rồng mới có hoa văn vảy rồng trên đó. Lục Phi Hùng cười hì hì, công thức được viết trên da rồng chắc chắn rất cao cấp. Ngô Bình xem xét và phát hiện ra rằng viên đan này được gọi là thâu thiên đan, uống viên đan này, người ta có thể nhìn trộm thiên cơ. Anh chỉ nhìn một lần đã lắc đầu nói, điện chủ. Không thể được, luyện chế đan dược này ít nhất cũng phải có tu vi đoạt thiên mới có thể nhìn trộm thiên cơ. Lục Phi Hùng hơi thất vọng, không được,
Cái này thì sao? Ông ta lấy ra một tấm da rồng khác và đưa cho Ngô Bình. Vẻ mặt Ngô Bình rất kỳ quái, nói, điện chủ, ông lấy những tấm da rồng này từ đâu? Chương 934, Thiên tài tề tựu. Lục Phi Hùng chớp mắt, nói cái này tôi tình cờ lấy được. Cậu nhìn đơn thuốc cái đã, hiện tại có thể luyện chế được không? Ngô Bình liếc mắt nhìn, viên đan này tên là Di Hồn Đan, sau khi uống vào thì có thể chuyển đổi linh hồn của hai người cho nhau mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Anh nghi hoặc nói, điện chủ, ông cần Di Hồn Đan làm gì? Lục Phi Hùng, có rất nhiều người muốn Di Hồn Đan. Ngô Bình, luyện đan dược này cũng không khó, chỉ là trong đó có một loại dược liệu là cỏ phi hồn rất khó tìm. Lục Phi Hùng cười nói, không có việc gì, tôi sẽ cho người đến buổi đấu giá mua nó. Ông ấy mời Ngô Bình đọc hai đơn thuốc, sau đó thỉnh giáo anh một số câu hỏi. Hai người trò chuyện hơn một tiếng, thấy thời gian đã muộn, Lục Phi Hùng cũng không kéo dài nữa, nói, Ngô Bình, cậu đi bí cảnh thiên võ nhất định phải cẩn thận một chút, tôi có một thứ cho cậu. Ông ấy lấy ra một cái lọ, nói, đây là đan giả chết, uống xong có thể tiến vào trạng thái chết giả. Nếu như cậu bị thương nặng trong đó hoặc là rơi vào tuyệt cảnh, cậu có thể uống viên đan giả chết này, có lẽ có thể cứu được một mạng. Ngô Bình không nói nên lời, điện chủ, ông cảm thấy tôi cần dùng nó sao? Lục Phi Hùng cười hì hì, tôi biết cậu rất mạnh, nhưng cậu phải đối mặt với toàn bộ thiên tài của Côn Luân, khó có thể bảo đảm không có ai mạnh hơn cậu. Năm đó, viên đan giả chết này đã cứu mạng tôi. Ngô Bình vẫn nhận lấy lòng tốt của Lục Phi Hùng, cầm lấy viên đan giả chết và trở về đỉnh Thiếu Long của mình. Từ chiều đến sáng hôm sau, anh lại luyện thêm hai chiêu thuật đồ long, chiêu thứ hai là Trảm Long Quyền. Chiêu thứ ba là chiết long thủ, cả hai đều cực kỳ lợi hại. Sau khi trời sáng, anh chuẩn bị một số thứ và được Trần Đạo Huyền đưa đến một ngọn núi vô danh. Lúc này, 20 người đứng đầu bảng nhân tiên đã ở đây. Trên đỉnh núi có một mảnh đất bằng phẳng rộng lớn, đám người Ngô Bình đứng trên đó. Ngoài 20 người thì còn có một người đàn ông trung niên lặng lẽ đứng bên cạnh. Xung quanh đỉnh núi, cao thủ của tất cả các thế lực lớn đều lơ lửng trên không trung. Ngô Bình liếc mắt một cái đã thấy rất nhiều cường giả cấp tiên quân. Sau khi mọi người tập hợp lại, những cao thủ này đột nhiên biến mất. Mãi đến lúc này, người đàn ông trung niên luôn quay lưng lại với mọi người trên đỉnh núi mới quay đầu lại, lạnh lùng nói, tôi tên Hoàng Nhiễm, là người dẫn đường của địa tiên giới, tôi là người phụ trách hướng dẫn các người cách sinh tồn trong bí cảnh thiên võ. Ông ta quét mắt và hỏi, các người biết bao nhiêu về bí cảnh thiên võ? Một người nói, đó là di tích của tiên điện thiên võ. Hoàng Nhiễm, chỉ đúng một nửa. Bí cảnh thiên võ còn là mộ của thiên tài, có biết tỷ lệ tử vong khi tiến vào bí cảnh thiên võ không? Không đợi mọi người trả lời, ông ta nói tiếp, khoảng 1/4. Nói cách khác, 1/4 các ngươi sẽ chết ở bên trong. Sắc mặt mọi người đều khó coi, bí cảnh thiên võ này nguy hiểm như vậy sao? Hoàng Nhiễm tiếp tục, trong số 3/4 còn lại. Khoảng 1/4 số người bị thương. Còn lại 1/4 không bị thương thì phần lớn là những kẻ hèn nhát không dám tìm tòi, trốn chui lủi ở đâu đó. Họ đã định sẵn là sẽ không được gì. Nói đến đây, Hoàng Nhiễm nói, bây giờ, tôi sẽ dạy mọi người cách sống sót trong bí cảnh thiên võ. Lời còn chưa dứt, có người hỏi, Hoàng tiền bối, sao ông biết những chuyện này? Tu vi Hoàng Nhiễm cũng không hẳn là rất cao, chỉ là địa tiên cảnh giới thứ hai. Ông ta nghe có người chất vấn. Liền thản nhiên nói, tôi biết điều này bởi vì tôi đã 3 lần tiến vào bí cảnh thiên võ. Mọi người kinh ngạc, 3 lần, họ đều ngừng nói và chăm chú lắng nghe ông ta. Hoàng Nhiễm nói suốt nửa giờ mới kết thúc, ông ta nói với mọi người, sau khi vào bí cảnh thiên võ, các bạn có thể thành lập đội, xác suất sống sót cao hơn. Có ai có câu hỏi nào không? Ngô Bình, Hoàng tiền bối, vì sao người tiến vào bí cảnh thiên võ nhất định phải nằm trong top 20 bảng nhân tiên? Chẳng phải nói chỉ cần tu vi dưới Nguyên Anh là có thể tiến vào bí cảnh thiên võ sao? Hoàng Nhiễm gật đầu, câu hỏi của cậu rất hay. Trong vô số năm nay, mọi người đã phát hiện ra một quy luật rằng những người lần đầu tiên bước vào bí cảnh thiên võ sẽ thu thập được nhiều nhất và gặp nhiều may mắn nhất. Hơn nữa, tư chất càng tốt, thu hoạch trong bí cảnh thiên võ càng lớn, cho nên địa tiên giới dần dần hình thành truyền thống hiện tại, chỉ cho phép 20 người đứng đầu bảng nhân tiên tiến vào bí cảnh thiên võ. Thực ra không chỉ là địa tiên giới, các thế lực khác cũng áp dụng quy tắc tương tự. Ngô Bình, cho nên người tiến vào bí cảnh thiên võ không có địa tiên đúng không? Hoàng Nhiễm, không thể nói là không có, nhưng số lượng chắc chắn không nhiều. Nói chung là không quá 10 địa tiên.
thực ra mọi người không cần phải lo lắng. Với thực lực của mọi người, hoàn toàn không cần sợ địa tiên. Lại có thêm một vài người đặt câu hỏi, Hoàng Nhiễm trả lời từng người một, cuối cùng ông ta nói, được rồi, bây giờ chúng ta hãy xuất phát và đến điểm tập kết. Cái gọi là điểm tập kết là một không gian nhỏ của bí cảnh thiên võ, những người tiến vào bí cảnh thiên võ từ tất cả các động thiên ở Côn Luân đều phải gặp nhau ở đó. Hoàng Nhiễm thả ra một đám mây màu vàng cuộn đám đông lên và bay về phía xa. Sau khi bay hơn một giờ, mọi người đáp xuống và phát hiện ra rằng họ đang ở trong một không gian rất kỳ lạ. Bầu trời xám xịt, mặt đất đầy đá đỏ và khu vực xung quanh trống rỗng. Cách đó không xa, có một vài nhóm người giống như họ, tất cả đều là tu sĩ từ các động thiên khác ở Côn Luân. Ngô Bình đếm sơ qua, tổng số người có mặt là khoảng 200 người. Hoàng Nhiễm không nói gì nữa mà nhìn chằm chằm bầu trời phía xa. Lúc này có người tới trước mặt Ngô Bình. Cười nói, anh Ngô, có hứng thú đồng hành cùng chúng tôi không? Ngô Bình là người đứng đầu bảng nhân tiên, thực lực mạnh nhất, những người này đều muốn thành đồng minh với anh. Nhưng anh hiểu có kết đồng minh với những người này cũng không thể đoàn kết một lòng. Anh liền từ chối khéo, lạnh nhạt nói, tôi mang sứ mệnh tìm một thứ, chỉ e không thể đồng hành cùng các vị nên tìm người khác. Người đó đành rời đi bàn bạc với những người khác. Lúc này có một kẻ mắt xếch nhìn ra chỗ không xa. Nói chậc chậc, nữ tu đó xinh thật, là của thế lực nào vậy? Người bên cạnh nói, cẩn thận người ta khoét mắt anh đấy, đó là thiên tài mới nổi của Tố Nữ Môn, Diệp Giao. Ngô Bình không khỏi nhìn qua, anh thấy một cô gái đẹp tuyệt trần đứng đó, khí chất thanh nhã bất phàm, khí chất khác hẳn người xung quanh. Những mỹ nữ xung quanh đều kém hẳn một bậc so với cô ấy. Diệp Giao có khí chất tuyệt thế. Lúc các nam tu nhìn cô ấy sẽ chỉ nhìn khí chất mà coi nhẹ dáng người và khuôn mặt của cô ấy. Đương nhiên dáng người và khuôn mặt của cô ấy cũng rất tuyệt vời. Cảm nhận được có người nhìn, Diệp Giao lạnh lùng nhìn sang. Những kẻ nhìn trộm vội vã rời mắt đi, chỉ có Ngô Bình mỉm cười với cô ấy. Ai ngờ anh cười lại khiến cô ấy đi về phía anh. Khoảng cách 100 mét mà cô ấy đi vài bước đã tới. Những người của địa tiên giới đều kinh ngạc. Ngô Bình rất bình tĩnh. Cười nói, Diệp tiên tử, ngưỡng mộ đã lâu. Chương 935, An tự tại. Diệp Giao quan sát Ngô Bình, nói tôi nghe nói địa tiên giới có thêm một nhân tài mới tên Ngô Bình, là người đứng đầu bảng nhân tiên, chắc là anh đúng không? Ngô Bình, quá khen, đứng đầu bảng nhân tiên cũng không có gì phải kiêu ngạo. Còn tiên tử đây đúng là xinh đẹp tuyệt trần, danh bất hư truyền. Diệp Giao hỏi, anh Ngô có biết về pháp trận không? Ngô Bình nói, cũng biết sơ sơ, tại sao tiên tử lại hỏi thế? Diệp Giao cười nói, tôi đến bí cảnh thiên võ để lấy một thứ, vừa hay cần một người bạn đồng hành hiểu pháp trận, không biết anh Ngô có bằng lòng đồng hành với Diệp Giao không? Những người xung quanh rất ngưỡng mộ, mỹ nữ của Tố Nữ Môn đã chủ động mời thế này thì tất nhiên không thể từ chối. Nhưng Ngô Bình lại khiến họ bất ngờ, anh nói, xin lỗi, tôi thích đi một mình, mời tiên tử tìm người khác. Diệp Giao cũng không tức giận mà cười nói, vậy thì tiếc quá. Nói xong cô ấy quay người rời đi. Diệp Giao đi xa rồi, có người hỏi, anh Ngô, sao anh không đồng ý? Cơ hội tốt thế mà. Chẳng lẽ anh Ngô không biết sao? Tố Nữ Môn có một công pháp đặc biệt, nếu nam nữ cùng tu sẽ tăng tu vi lên rất nhanh. Ngô Bình nói, tôi không có hứng thú. Những người xung quanh đều ngậm miệng, họ thấy Ngô Bình đúng là hết thuốc chữa, từ chối cả tiên tử của Tố Nữ Môn. Lúc này một nam tu đi tới, dáng người tương tự Ngô Bình, khí thế kinh người. Người đó lạnh lùng nói, Diệp Giao nói gì với anh? Người này rất vô lễ, Ngô Bình cũng không khách sáo, nói gì liên quan gì đến anh? Người đó cười lạnh, xem ra anh không biết tôi là ai. Người bên cạnh nói, anh Ngô, đây là An Tự Tại, cậu chủ của Hoàng Long Động Thiên. Nhà họ An là bá chủ của Hoàng Long Động Thiên, thế lực không hề thua kém Thục Sơn kiếm phái các người. Ngô Bình, tên An Tự Tại kia, cút đi. An Tự Tại tức điên, nói, tên kia, dám chọc giận tôi à? Ngô Bình híp mắt, muốn đánh nhau à? Yên tâm đi, đến bí cảnh thiên võ rồi tôi sẽ dạy anh cách làm người. An Tự Tại cười lạnh, nói, tốt lắm, tôi nhớ kỹ anh rồi, chờ khi đến bí cảnh thiên võ, tôi sẽ giết anh đầu tiên, nói xong liền tức giận rời đi. Sau khi An Tự Tại rời đi, có người hả hê nói, An Tự Tại đó tiếng tăm lừng lẫy. Nghe nói đã ngưng tụ ra võ hồn, là cao thủ thiên sư. Ha ha, lần này có trò hay rồi, không biết người đứng đầu bảng nhân tiên của địa tiên giới chúng ta có thể đỡ được bao nhiêu đòn.
mọi người đều ghen tị với Ngô Bình, lời nói của họ đầy ác ý. Ngô Bình không thèm nói chuyện với những người nhàm chán này, bèn lấy một nắm hạt dưa ra ăn. Hạt dưa này được anh xào với thuốc, không chỉ ngon mà còn tốt cho cơ thể. Chưa kịp ăn mấy hạt dưa, bầu trời phía trước đột nhiên chuyển sang màu trắng bạc, một màn ánh sáng từ đó hạ xuống. Lãnh đội các bên lập tức nói, tiến vào màn sáng. Hơn 200 người lần lượt lao về phía màn sáng. Ngô Bình cũng theo đám người xông vào màn sáng, vừa tiến vào màn sáng, anh liền đột nhiên đến một thế giới khác. Đây là một sa mạc Gobi rộng lớn và mặt đất được bao phủ bởi những viên đá có kích cỡ và hình dạng khác nhau. Xung quanh mênh mông vô tận, không có điểm cuối. Không phải chứ, là sa mạc Gobi, chúng ta xui xẻo quá. Hóa ra Hoàng Nhiễm đã từng nói rằng mỗi khi ông ta bước vào bí cảnh thiên võ, ông ta lại xuất hiện ở các nơi khác nhau. Sa mạc Gobi là điểm khởi đầu, là nơi nguy hiểm nhất. Mọi người tiết kiệm thể lực, ở trong này không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ. Hơn nữa, sa mạc Gobi sẽ không ngừng tiêu hao sức lực, các người tốt nhất mang đủ linh thạch và tiên thạch. Ngô Bình cố gắng thử bay, nhưng anh mới bay được cách mặt đất nửa mét lại rơi xuống đất, vì lơ lửng trên không quá vất vả, việc bay mất nhiều hơn được. Anh cảm thấy rằng ắt hẳn phải có một đại trận bên dưới sa mạc Gobi, chính trận đó đã hạn chế mọi người. Ngô Bình nhớ rằng Hoàng Nhiễm đã nói, nếu xuất hiện trong sa mạc Gobi thì hãy đi thẳng về một hướng. Cuối cùng cho dù đi về hướng nào cũng đều có thể đến được ranh giới. Ngô Bình bắt đầu di chuyển, anh vừa đi vừa quan sát những viên đá trên mặt đất. Những viên đá trên mặt đất có nhiều màu sắc, một số trong suốt, một số trong mờ, anh thấy chúng rất đẹp. Vì vậy, vừa đi anh vừa chọn một số viên đá đẹp và để trong người. Nếu những viên đá này được đặt dưới đáy ao, nó sẽ trông rất đẹp, anh tự nhủ. Anh vừa đi về phía trước vừa nhặt đá, trong vô thức. Anh đã cách xa những người khác đến mức không thể nhìn thấy nhau. Đột nhiên anh dừng lại, lạnh nhạt nói, đi theo cũng lâu đấy, lộ diện đi. Cách đó không xa, ba bóng người đột nhiên xuất hiện, một trong số đó chính là An Tự Tại. An Tự Tại cười lạnh, tên kia, anh biết bọn tôi theo dõi anh à. Ngô Bình có đôi mắt nhìn thấu vạn vật, vì vậy kỹ năng tàng hình của ba người này không thể che giấu được anh. Anh lạnh nhạt nói, đừng nói nhảm nữa, nếu anh muốn đánh. Tôi sẽ cho anh toại nguyện. An Tự Tại hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Ngô Bình, nói, tên kia, ba chọi một, anh cảm thấy anh có thể đánh bại bọn tôi sao? Ngô Bình, đến khi chiến đấu anh sẽ biết, ra tay đi. Nào ngờ An Tự Tại vẫn không nhúc nhích, anh ấy cười hì hì, anh Ngô, tôi đã nghe danh anh từ lâu, anh là một đại cao thủ thế hệ trẻ trong địa tiên giới. Nói thật, tôi không muốn đánh nhau với anh. Ngô Bình kinh ngạc, hả, anh biết tôi? An Tự Tại, tôi làm sao có thể không biết về tả thần tướng của Thanh Long Quân? Ngô Bình, đã biết còn dám khiêu khích tôi. An Tự Tại cười nói, đó là để người khác xem, tôi tuyệt đối không có ác ý với anh Ngô. Ngô Bình nhíu mày, anh muốn làm gì? An Tự Tại, đương nhiên là hợp tác với anh Ngô, tôi nghe nói anh Ngô rất uyên bác, không chỉ biết chế tạo đan dược mà còn là một cao thủ y thuật. Trong bí cảnh thiên võ này, bị thương là điều khó tránh khỏi. Sẽ thật tuyệt nếu có một thầy thuốc thiên tài như anh Ngô ở bên cạnh. Ngô Bình mất kiên nhẫn, nói tôi không có hứng thú hợp tác với người khác, tránh xa tôi ra. An Tự Tại cũng không tức giận, anh ấy cười nói, anh Ngô, anh đừng nóng giận, chờ tôi nói xong đã. Ngô Bình, còn muốn nói cái gì? An Tự Tại, anh Ngô, anh biết tiên điện thiên võ ở nơi nào sao? Ngô Bình nghe Hoàng Nhiễm nói rằng chưa từng có ai tìm thấy tiên điện thiên võ, vì vậy anh hỏi, anh biết sao? An Tự Tại lấy ra một tấm gia thú, nói có lẽ là vị trí ở trên đó, nhưng tạm thời tôi không hiểu được nó. Anh Ngô, anh có hứng thú nghiên cứu cùng bọn tôi không? Ngô Bình mặt không đổi sắc, nói, không có hứng thú. An Tự Tại, anh Ngô, anh đã nghe nói về chuột săn kho báu chưa? Ngô Bình, chuột săn kho báu. An Tự Tại gật đầu, lấy một con chuột nhỏ màu trắng, mắt vàng ra. Nó béo múp míp, đôi mắt lúng liếng. Ngô Bình giật mình, đây là chuột săn kho báu trong truyền thuyết sao? Nghe đồn chuột săn kho báu là con vật từ thời thượng cổ, nó có thể ngửi được bảo vật cách cả nghìn dặm. Có con chuột này sẽ có được vô số bảo bối. Ngô Bình nói, anh có thứ tốt thế này vì sao nhất quyết phải lôi kéo tôi? An Tự Tại thấy Ngô Bình đã lung lay, cười nói, vì tôi biết rõ muốn tìm tiên điện thiên võ là rất khó, thế nên tôi mới muốn tìm bạn đồng hành xuất sắc nhất. Giới thiệu nhé! Hai người này là Trình Lý của Lưỡng Nghi Môn, Ba Ngọc Sinh của Âm Ma Môn. Hai người chắp tay với Ngô Bình,
thái độ rất kiêu ngạo, dường như chẳng coi anh ra gì. Ngô Bình im lặng chốc lát, nói có thể cùng hành động, nhưng phải nói rõ quy tắc chia đồ đã. An Tự Tại cười nói, quy tắc rất đơn giản, ai phát hiện thì là của người đó, những người khác không được giành, nếu không thì sẽ bị ba người liên thủ tấn công. Ngô Bình, ngoài ra tôi cần không gian để tự hành động. Lúc các người không cần tôi thì không được hạn chế hành động của tôi. An Tự Tại cười nói, tất nhiên là được. Chương 936, Sương Mù Ma. Bốn người kết bạn đồng hành cùng nhau. Ngô Bình đi rồi lại dừng, cứ nhìn thấy mấy viên đá xinh đẹp là nhặt lên. Trình Lý và ba Ngọc Sinh không thích vậy, cảm thấy Ngô Bình hệt như tên nhà quê không biết gì, đá mà cũng chưa từng nhìn thấy à. Đi được một đoạn, trời bỗng tối sầm lại, xung quanh xuất hiện màn sương đen kịt, ngay cả thần niệm cũng không thể xuyên qua. An Tự Tại biến sắc nói, đây là sương mù ma của Gobi, đừng đi tiếp nữa. Chẳng mấy chốc, bốn người đã bị sương mù đen bao quanh, họ còn không thể nhìn thấy nhau. Chuyện này khiến ai cũng lo lắng vô cùng. Ngô Bình đứng im, tĩnh tâm lắng nghe. Đột nhiên có một luồng ánh sáng kiếm đâm về phía anh nhanh như chớp, không một tiếng động đã chạm đến ngực anh. Nhưng anh phản ứng rất nhanh, hai ngón tay lập tức kẹp chặt mũi kiếm, đồng thời giơ chân đá kẻ đó. Lúc ra tay, anh đã dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, nhìn thấy kẻ ra tay chính là Trình Lý. Anh đạp Trình Lý văng ra, lạnh lùng nói, đánh lén tôi. Trình Lý nghe thấy giọng Ngô Bình, bèn kêu lên, anh cách xa tôi ra một chút. Vừa nãy tôi cảm thấy mình bị tấn công, không phải nhằm vào anh. Ngô Bình hừ giọng, đoạn lấy mười mấy viên đá vừa nhặt được, dùng bút bùa vẽ bùa lên đó thật nhanh. Vài phút sau, anh đã vẽ xong 12 bùa đá, bèn ném nó ra xung quanh. Đá vừa rơi xuống đất, màn sương đen đột nhiên tan ra bốn phía, để lộ một khu vực hình tròn có bán kính 20 mét, trong khu vực này không hề có sương đen. Bốn người đã nhìn rõ nhau. An Tự Tại vui mừng nói, anh Ngô quả là cao thủ, còn biết cách phá bỏ sương mù ma. Ngô Bình nhìn Trình Lý chằm chằm, tại sao lại đánh lén tôi? Trình Lý rất xấu hổ, xin lỗi, sương mù ma đã ảnh hưởng đến thần trí con người. Ban nãy tôi cảm giác anh đánh lén tôi nên mới ra tay phản đòn. Ngô Bình cau mày, anh không tin lời đối phương. An Tự Tại vội tiếp lời, anh Ngô à, anh Trình nói thật đấy. Ban nãy tôi cũng bị ảnh hưởng nhưng khắc chế được thôi. Sương mù ma này rất ghê gớm, ít ai gặp phải sương mù ma mà có thể sống sót trở ra. Nghe vậy, sắc mặt của Trình Lý và ba Ngọc Sinh đều rất khó coi. Xem ra lời An Tự Tại nói là sự thật. Ngô Bình lạnh lùng nói, đừng nhăn mặt nữa. Có tôi, các anh không chết được đâu. Ba Ngọc Sinh vẫn không phục, tuy trận pháp của anh có tác dụng nhưng chúng ta vẫn mắc kẹt ở đây. Tôi nghe trưởng bối nói rằng sương mù ma đã xuất hiện thì sẽ không tan trong 3 năm đấy. An Tự Tại nhìn Ngô Bình, anh Ngô có cách đưa chúng tôi ra khỏi sương mù ma ư? Ngô Bình đáp, có thể thử. Anh lấy bút bùa ra, bắt đầu vẽ bùa. Lần này anh vẽ bùa tránh tà, có thể trừ mọi tà lực. Vẽ xong 4 lá bùa, anh ném cho An Tự Tại 1 lá, đoạn hỏi ba Ngọc Sinh, anh có lấy bùa của tôi không? Ba Ngọc Sinh vừa mới nghi ngờ Ngô Bình, không thể mặt dày được, đành cứng miệng đáp, không cần. Ngô Bình lại nhìn sang Trình Lý, còn anh? Trình Lý ôm quyền, anh Ngô hãy cho tôi 1 lá. Ngô Bình ném 1 lá bùa tránh tà cho đối phương, sau đó cầm bùa đi thẳng ra ngoài vòng tròn. Mọi người đều nhìn thấy sương mù ma đã tản ra trong phạm vi 2, 3 mét xung quanh anh. Đôi mắt Trình Lý và An Tự Tại đều sáng lên, họ liền nối gót Ngô Bình. Sắc mặt ba Ngọc Sinh rất khó coi, cảm thấy hơi hối hận. Nhưng lúc này ba Ngọc Sinh không thể mở miệng nói cần, chỉ có thể theo sát Trình Lý và An Tự Tại để không bị chìm vào màn sương đen. Đi được một đoạn, An Tự Tại hỏi, anh Ngô, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước à? Ngô Bình ừ một tiếng, phạm vi của sương mù ma sẽ không quá rộng, đi thử xem. Quả nhiên, đi được vài nghìn mét, màn sương mù ma đột ngột mỏng đi. Đi thêm một đoạn thì họ thoát ra hẳn phạm vi của sương mù ma. An Tự Tại cười nói, không ngờ chúng ta lại có thể sống sót ra khỏi sương mù ma, đều nhờ anh Ngô cả. Cảm ơn anh Ngô rất nhiều. Trình Lý cũng nói, cảm ơn anh Ngô. Ngô Bình nhẹ nhàng đáp, không dám nhận. Ba Ngọc Sinh vẫn đanh mặt, chẳng nói tiếng nào. Nhóm người tiếp tục đi thẳng, Ngô Bình vẫn nhặt đá. Lần này, không còn ai cảm thấy anh là kẻ nhà quê không biết gì nữa. Vì vừa nãy Ngô Bình đã dùng loại đá này để bày đại trận. An Tự Tại tò mò hỏi, anh Ngô, đá này có thể dùng để bày trận ư?
Ngô Bình đáp, đá mà tôi chọn có thể dùng làm trận thạch. Dứt lời, anh đột nhiên dừng lại, nhặt một viên đá nửa trong suốt có ánh huỳnh quang màu tím, kích cỡ bằng nắm tay. Anh nói, đây là trận thạch cực phẩm, có thể bài bố đại trận. Trình Lý hỏi, anh Ngô à, nói vậy, chỉ cần nhặt bừa vài viên đá là có thể bài bố đại trận ư? Ngô Bình đáp, không đơn giản như thế. Loại trận thạch cực phẩm này không dễ tìm. Nói xong, Ngô Bình bỗng nhiên đứng im, mắt nhìn về hướng bên trái ở phía trước. Ánh mắt của mấy người còn lại cũng di chuyển theo anh. Một con bọ cạp màu xám cực lớn có móc ở đuôi dài mười mấy mét, đang chậm chạp bò về phía họ. Ba Ngọc Sinh biến sắc, thốt lên, là bọ cạp đá. Móc của nó có kịch độc, cả thiên tiên cũng không chịu nổi. Dứt lời, anh ta đã nhanh chóng lui về hướng ngược lại. Trình Lý và An Tự Tại vẫn không nhúc nhích mà nhìn sang Ngô Bình, anh Ngô, bọ cạp đá là dị chủng thời thượng cổ. Nếu lấy được túi chứa độc của nó sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Có vài kẻ mạnh chuyên chạy đến Gobi để săn giết bọ cạp đá. Tất nhiên là Ngô Bình biết, túi độc của bọ cạp đá có thể dùng để chế tạo kịch độc, thậm chí được dùng để luyện đan, là dược liệu rất quý hiếm. Nhưng bọ cạp đá vô cùng nguy hiểm, địa tiên bình thường gặp nó đều quay đầu bỏ chạy, không dám lấy túi độc của nó. Ngô Bình bảo, tôi muốn giết con bọ cạp này, các anh tạm lùi lại đi. Trình Lý và An Tự Tại gật đầu, nhanh chóng lùi lại mấy trăm mét, ở vị trí của Ba Ngọc Sinh. Thấy Ngô Bình muốn giết bọ cạp đá, Ba Ngọc Sinh cười khẩy, không tự lượng sức. Móc đuôi của bọ cạp đá nhanh như chớp vậy, dễ dàng giết chết chân quân kết thai. Anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. An Tự Tại nói, anh ba à, anh Ngô không đơn giản đâu, tôi tin anh ấy sẽ thành công. Bọ cạp đá đi rất nhanh, nó đã khóa chặt mục tiêu Ngô Bình, xem anh là món ngon. Đột nhiên, Ngô Bình biến mất ngay tại chỗ, anh đã thi triển công dụng ẩn thân của âm dương pháp bào. Không thấy mục tiêu nữa, bọ cạp đá sửng sốt, trí thông minh của nó không cao, bèn xoay người tiến về phía bọn người An Tự Tại. Ẩn thân ư, An Tự Tại sững ra, nhưng lập tức hiểu được kế hoạch của Ngô Bình. Quả nhiên, khi bọ cạp đá đi ngang vị trí của Ngô Bình, một ánh sáng đen lóe lên, đầu của con bọ cạp đá khổng lồ bị kiếm chém đứt. Tuy bọ cạp mất đầu, đuôi nó vẫn quẫy tới, đâm kim độc vào trán Ngô Bình. Ngô Bình phản ứng nhanh hơn, anh quay đầu qua một bên, vươn tay tóm đuôi bọ cạp rồi kéo mạnh một cái, xé toạc nó. Anh tìm được túi độc to bằng nắm tay ở đuôi bọ cạp, cất nó vào nhẫn chứa đỏ. Đòn chí mạng của bọ cạp đá khiến ba người kia đều giật mình. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên hơn chính là Ngô Bình có thể dễ dàng nắm đuôi nó, lực mạnh vô cùng. An Tự Tại bước đến gần, cười nói, tiếc rằng gần đây chỉ có một con bọ cạp đá, bằng không Ngô Bình có thể giết thêm vài con rồi. Ngô Bình nhìn An Tự Tại một cái rồi đột nhiên biến mất. Anh lại sử dụng công năng ẩn thân của âm dương pháp bào. An Tự Tại ngẩn ra, tính nói gì đó thì bỗng ngoái đầu nhìn về phía xa. Một đám người đang rảo bước đến gần, có khoảng 7-8 người. Tốc độ rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, đám người ấy đã đến gần họ, người dẫn đầu mặc áo giáp vàng, cười to, anh An. An Tự Tại cũng mỉm cười, anh Long. Chương 937, chuột tìm báu vật. Người đàn ông được gọi là, anh Long, nhìn trái ngó phải, đoạn hỏi, anh An này, tôi nhớ anh đang truy sát một kẻ tên Ngô Bình. Sao, anh đã giải quyết Ngô Bình rồi à? An Tự Tại đáp, đúng thế, tôi đã giết Ngô Bình rồi. Lúc này, anh ấy đã hiểu lý do Ngô Bình đột ngột ẩn thân. Anh Long nọ cười bảo, nghe bảo tên này là thiên tài của Thục Sơn Kiếm Phái. Anh An à, anh nên chuẩn bị việc bị Thục Sơn Kiếm Phái trả thù nhé. An Tự Tại nhẹ nhàng nói, đó là chuyện của tôi, không phiền anh Long nhọc lòng. Đối phương cười ha ha, anh An, nếu chúng ta đã gặp nhau, chỉ bằng tôi nhập bọn cùng các anh. An Tự Tại đáp ngay, cảm ơn ý tốt của anh, chúng tôi có kế hoạch riêng rồi. Người nọ sầm mặt, lãnh đạm nói, anh An làm thế là không nể mặt tôi. An Tự Tại nhìn đối phương, Long Uy, là tôi không muốn nể mặt anh. Sự điềm tĩnh của An Tự Tại khiến Long Uy không đoán được. Lo rằng An Tự Tại có con bài chưa lật, Long Uy lập tức cười ha hả, nếu anh An đã không vui thì thôi vậy. Rồi họ quay lưng đi về hướng kia, chẳng mấy chốc đã đi rất xa. Lúc này Ngô Bình mới ngừng ẩn thân, đoạn hỏi, tên Long Uy này rất kiêu ngạo. Đó là người thế nào vậy? Trình Lý đáp, người của nhà họ Long của Long Thần Cốc, nên mới kiêu ngạo như vậy. Ngô Bình từng nghe người khác nhắc đến Long Thần Cốc, đó là một nơi rất đặc biệt ở Côn Lôn, cao thủ nhiều vô số.
An Tự Tại nói, tên Long Uy này rất mưu mô, có khả năng sẽ còn quay lại. Mọi người hãy cẩn thận. Ngô Bình nói, nhanh chóng ra khỏi Gobi. Rồi anh hỏi, anh An, có thể cho tôi mượn miếng da thú để xem một chút không? An Tự Tại gật đầu. Bây giờ anh ấy đã có thêm đôi phần tin tưởng Ngô Bình, lập tức lấy miếng da thú ra. Ngô Bình nhìn thấy trên miếng da thú toàn là tiên văn biến dạng, hiển nhiên bọn họ đều không hiểu. Anh nhìn thêm vài lần đã biết thứ ghi trên miếng da thú hoàn toàn không phải là vị trí tiên điện, mà là một nơi có tên là động truyền võ. Anh trả miếng da thú cho đối phương, đoạn đáp tôi đọc mà không hiểu. An Tự Tại nói, tôi đã nghiên cứu nó lâu rồi mà vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng tôi có thể chắc chắn nó có liên quan đến tiên điện thiên võ. Ngô Bình hỏi, sao chuột tìm báu vật vẫn không có động tĩnh gì? An Tự Tại bèn lấy con chuột ra. Chuột tìm báu vật cuộn mình, trông rất dã rời. Ngô Bình vừa nhìn đã biết nó không ổn, bèn nói, con chuột này bệnh rồi, mau đưa cho tôi. An Tự Tại vội đưa chuột tìm báu vật cho Ngô Bình. Anh đút quả cho chuột ăn. Con chuột ăn xong, tinh thần đã khá lên đôi chút. Ngô Bình đoán con chuột này không khỏe, nên đã dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, sử dụng kim châm để trị cho nó, rồi lại cho nó uống thuốc. Không bao lâu sau, chuột tìm báu vật đã khỏe mạnh trở lại. Nó còn biết Ngô Bình đã cứu mình nên thân thiết với anh vô cùng. Bị con chuột phớt lờ, An Tự Tại cũng không để bụng, đoạn hỏi, anh Ngô à, bước tiếp theo, chúng ta sẽ đi đâu? Ngô Bình sờ cái đầu nhỏ của con chuột rồi bảo, nhóc con, phải nhớ ngươi rồi. Sau khi phục hồi tinh thần, con chuột khịt mũi, lao về một hướng rồi kêu lên. Nhóm người Ngô Bình phấn khởi hẳn, lập tức đi thật nhanh theo hướng của chuột tìm báu vật. Đi được hơn trăm dặm, chuột tìm báu vật bỗng nhảy xuống đất, rồi lại nhảy lên một tảng đá, cứ nhảy tới nhảy lui trên đó. Ngô Bình dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, phát hiện có một cái hố sâu mấy chục mét bên dưới tảng đá này, không biết sẽ dẫn đi đâu. An Tự Tại nhấc tảng đá lên. Nhìn thấy hố đất đen ngòm bèn hỏi, anh Ngô, xuống đó chứ? Ngô Bình đáp, chuột tìm báu vật đã đưa chúng ta đến đây, chứng minh ở dưới có đồ tốt. Xuống đó xem thôi, dứt lời, anh nhảy xuống hố đầu tiên, mấy người An Tự Tại cũng lần lượt xuống theo. Sau khi đáp đất, Ngô Bình đạp lên một đống xương trắng, không giống xương người lắm, hẳn là xương rắn. An Tự Tại nhảy xuống, thấy xương rắn bèn bảo, nhiều xương trắng quá. Anh Ngô, có thể nơi này sẽ có nguy hiểm. Ngô Bình quan sát xung quanh, dưới đất rất rộng, bên trên là một tảng đá kiên cố, cao 7, 8 mét. Vị trí của họ là một điểm cao, được bao quanh bởi các mặt dốc. Họ đi thẳng về phía trước, dọc theo dốc, xuôi dòng hơn 100 mét, phía trước xuất hiện một con sông ngầm rất rộng, nước sông chảy róc rách. Sông rộng 50, 60 mét, có một đóa sen trắng nở rộ giữa dòng sông, tỏa hương thơm nồng nàn. Ngửi mùi hương này vào cảm thấy cả người rất dễ chịu. Đôi mắt Ba Ngọc xinh sáng rực lên, anh ta lập tức nhảy xuống sông, hướng về phía đóa sen. Ngô Bình nói, cẩn thận. Ba Ngọc xinh phớt lờ Ngô Bình, cảm thấy đối phương sợ mình cướp được thuốc quý trước. Vậy nên nghe thấy tiếng gọi của anh, Ba Ngọc xinh bèn gia tăng tốc độ, chẳng mấy chốc đã đến trước đóa sen, bèn giơ tay hái hoa. Tóm! Ngay giây sau, Ba Ngọc xinh đột nhiên bị một lực rất mạnh kéo xuống nước, mặt nước không ngừng nổi lên bọt khí. An Tự Tại cả kinh, định lao đến cứu. Ngô Bình lạnh lùng bảo, không kịp nữa. Dứt lời, một cái đầu đã nổi lên mặt nước, chính là đầu của Ba Ngọc Sinh. An Tự Tại và Trình Lý đều bàng hoàng, Ba Ngọc Sinh chết như thế ư. Ngô Bình nhìn thấy rất rõ, ở đáy sông có một con vượn khổng lồ, lông toàn thân đen xì, cao 10 mét. Con vượn tóm lấy Ba Ngọc Sinh rồi vặn đầu anh ta. Lúc này, vượn khổng lồ đang ngồi ở đáy sông. Lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nhóm người Ngô Bình ở trên bờ. Ngô Bình cũng nhìn con vượn, cao giọng nói, ta không có hứng thú với hoa. Ta sẽ qua sông ở bên kia, ngươi chớ chọc vào ta. An Tự Tại không nhìn thấy vượn khổng lồ, bèn hỏi, anh Ngô à, anh đang nói chuyện với ai vậy? Ngô Bình đáp, vượn nước, dị chủng thái cổ. Nói xong, họ vòng qua bên kia, chuẩn bị qua sông từ nơi này. Nhưng Ngô Bình vừa bước chân xuống nước. Một con rắn nước màu đen đã bơi đến, thân dài hơn 30 mét, cái đầu rắn khổng lồ tiến lại gần Ngô Bình. Ngô Bình nổi giận, nếu ngươi đã tìm đường chết thì đừng trách ta. Anh nhấc chân đạp lên mặt nước, một lực xung kích khủng khiếp đã lan rộng trong nước. Con rắn khổng lồ vừa đến gần đã bị luồng lực này đánh ngất. Ngô Bình tiến đến, đá vỡ đầu rắn nước, tiếng động lớn như vậy đã làm kinh động con vượn nước kia.
hai cánh tay của nó vung ra, nhanh chóng lao về phía Ngô Bình. Anh lặn xuống nước và đấm nó. Sau cú đấm này, mặt nước nổ tung, tạo thành một cột nước khổng lồ. Cùng lúc ấy, một luồng lực rất mạnh đã dẫn truyền trong nước và đánh vào vượn nước. Con vượn nước khổng lồ bị đánh đến mức phải vội vàng lui đi. Ngô Bình là người không dễ chọc vào, lập tức vung ra 6 cú đấm, cú nào cũng đấm hết lực, đánh vào con vượn nước qua sự dẫn truyền của nước. Sau 7 cú đấm, thất khiếu của vượn nước đều chảy máu. Là võ quân, khả năng kiểm soát sức mạnh của Ngô Bình vượt xa nó, dù chỉ có sức mạnh bằng 1/10 của nó thì vẫn có thể đánh chết nó một cách dễ dàng. Ngô Bình lại vung ra cú đấm thứ 8, vượn nước đột nhiên gầm lên điên cuồng, bỏ chạy về hướng ngược lại. Thấy nó bỏ đi, Ngô Bình cũng không đuổi theo. Anh đi đến trước đóa sen kia, lẩm bẩm Thái Âm Tiên Liên, tiếc là vẫn chưa trưởng thành. An Tự Tại hỏi, anh Ngô, chúng tôi có thể xuống nước không? Ngô Bình nói, đến đây đi. Anh ấy và Trình Lý bèn đi đến gần đóa sen, tò mò hỏi, anh Ngô, đây là hoa gì vậy? Ngô Bình đáp, Thái Âm Tiên Liên, nhưng chưa trưởng thành. Sau khi trưởng thành, nó có thể kết ra Thái Âm Tử, là đồ tốt. Dứt lời, anh không để ý đến đóa hoa sen nữa, rồi đi lên bờ bên kia. Trên bờ là đất cát mềm, chân anh vừa đáp xuống bờ, đã có vô số con trùng màu trắng trông như những sợi mỏng chui lên từ mặt đất, muốn chui vào thịt lòng bàn chân của Ngô Bình. Chương 938, Đỉnh Thần. Lập tức có một lớp vảy tiên xuất hiện trên bề mặt Ngô Bình. Dù những con trùng như sợi mảnh này có chui vào bằng cách nào thì cũng không phá vỡ được sự bảo vệ của vảy tiên. Cẩn thận, có trùng, anh nhắc nhở hai người đi sau. An Tự Tại và Trình Lý cả kinh, không dám bước ra khỏi nước. Ngô Bình nhấc chân lên rồi dậm mạnh xuống đất, một luồng lực xung kích khủng khiếp đã lan R với trung tâm là chân anh. Mặt đất lún xuống nửa mét, y như động đất vậy. Sự rung chuyển này làm nổ tung đám trùng dưới đất, không con nào sống sót. Thấy không còn nguy hiểm, anh mới nói, bước lên đi. Lúc này An Tự Tại và Trình Lý mới lên bờ. Họ nhìn thật kỹ, thấy trùng bị nổ chết ở khắp nơi trên mặt đất, nhưng có nhiều trùng chết trong đất hơn. An Tự Tại ngỡ ngàng nói, lực chân anh Ngô mạnh quá, đã khiến bọn trùng chết toàn bộ. Trình Lý hỏi, anh Ngô à, đây là trùng gì vậy? Ngô Bình đáp, thi trùng. Nếu nó chui vào cơ thể con người thì sẽ khống chế đại não, biến người đó thành cương thi. Ra đầu Trình Lý tê dần, không ngờ lại là thi trùng. Sao ở đây lại có thi trùng cơ chứ? Ngô Bình nói, gần đây chắc chắn có cương thi. An Tự Tại lên tiếng, anh Ngô à, vậy có đi tiếp không? Cương thi không dễ đối phó. Chúng ta không phải địa tiên thuần dương, không thể chống lại thi độc của cương thi. Ngô Bình đáp, phía trước quả thật rất nguy hiểm. Hai người đứng đây chờ, tôi đi dò đường trước. Cách làm của Ngô Bình khiến An Tự Tại cảm thấy rất ngại. Anh ấy nói, anh Ngô, hay là thôi đi. Ngô Bình bảo, không sao, hai anh chờ một lát nhé. Anh sải bước đi về phía trước, càng đi, ánh sáng càng mờ. Đi được vài chục mét, anh thấy một ngôi mộ nhô lên, cao hơn một mét, bề mặt gạch đá và bia mộ đã bị phong hóa nặng từ lâu. Hơn nữa, cú dậm chân ban nãy của anh đã khiến ngôi mộ này sụp xuống một nửa, để lộ mộ thất bên trong. Dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, anh phát hiện có một cỗ quan tài bằng kim loại trong mộ thất, có một cương thi mọc lông tóc đỏ toàn thân đang nằm trong đó. Có hàng trăm nghìn thi trùng màu bạc đang bò tới bò lui trên người cương thi. Thiên Thi Vương, Ngô Bình nheo mắt, vô thức lùi lại vài bước. Năng lực của Thiên Thi Vương thì ngay cả tiên quân cũng không phải đối thủ, trừ phi là tiên tôn cảnh giới đoạt thiên. May mà Thiên Thi Vương này đang ngủ say, có lẽ nó đang ở trạng thái tu luyện, sẽ không tỉnh dậy trong một thời gian ngắn. Lòng anh thoáng động, đeo mặt nạ Hắc Thiên vào rồi gọi, thần Hắc Thiên. Thần Hắc Thiên hỏi, chuyện gì? Ngô Bình bảo, ta muốn hiến tế Thiên Thi Vương, người có lấy không? Thần Hắc Thiên đáp, Thiên Thi Vương à, tốt đấy, ta có thể nhận. Ngô Bình lập tức nhảy vào mộ thất, giăng kết giới xung quanh quan tài rồi niệm chú. Ngay tức thì, một luồng sáng đen xuất hiện trên mộ thất và bao quanh cỗ quan tài. Giây kế tiếp, quan tài bị hút vào không gian Hắc Thiên. Thiên Thi Vương trong quan tài lập tức tỉnh lại, điên cuồng gầm lên, mở nắp quan tài ra. Nhưng nó vừa ra ngoài đã chết lặng, thần Hắc Thiên đang lạnh lùng nhìn nó chằm chằm, bàn tay vung tới, lôi nó vào bóng đêm vô tận. Giọng của thần Hắc Thiên vang lên, lần này ngươi muốn đổi thứ gì? Ngô Bình đáp, không vội, để dành trước, chờ tích đủ rồi tôi sẽ đổi. Dứt lời, anh lại lấy quan tài ra, vì
vì bên trong có rất nhiều đồ tùy táng. Không còn Thiên Thi Vương, anh không phải lo lắng nữa. Anh bỏ thi trùng bạc trong quan tài vào một cái chai nhỏ rồi kiểm tra đồ tùy táng bên trong. Người chết có lẽ là người thời Tần Hán, chôn người này ở Thiên Võ Mật Cảnh chắc vì muốn mượn địa thế ở đây dưỡng thi. Ngay từ đầu anh đã phát hiện đây là một nơi dưỡng thi tuyệt vời. Một vùng đất tốt như vậy, ở Viêm Long chẳng được mấy nơi đâu. Trong quan tài có một cây thương dài 2 mét, làm bằng vàng tiên, mũi thương tỏa ra ánh sáng đỏ. Đôi mắt Ngô Bình sáng rực lên, thương tốt. Anh đoán cây thương này là thần khí thời Tiên Quốc, với tay nghề thời Tần Hán, tuyệt đối không thể làm ra vũ khí sắc bén thế này. Trừ cây thương ra, những thứ còn lại đều không đáng nhắc đến. Ngô Bình bèn cất nó vào nhẫn chứa đồ. Rời khỏi mộ thất, anh tiếp tục đi thẳng, đi được hơn 100 mét, anh thấy một cái đỉnh lún xuống đất. Đỉnh cao bằng một người, màu xanh đen, bốn mặt có hình vẽ cá sâu chim chóc, núi non muông thú, trăng trời tinh tú. Nhìn thấy đỉnh này, anh bèn sờ thử, khen ngợi, đỉnh to thật. Tay vừa chạm vào đỉnh, anh đã cảm nhận được một luồng sức mạnh cuộn trào. Anh kinh ngạc, bèn áp hai tay lên thân đỉnh. Ngay lập tức, có vô số hình ảnh xẹt qua trong tâm trí anh. Cửu đỉnh, anh chấn động. Từ thời thiếu niên, anh đã biết phù vũ của Đại Hạ đúc 9 cái đỉnh, chia thành 9 châu, sau này nó đã trở thành thần khí trấn quốc của hai triều Thương, Chu. Đế Tân từng nhờ anh tìm cửu đỉnh, không ngờ anh thật sự đã tìm được một cái. Anh thử nhấc đỉnh lên, dù đã cố hết sức, đỉnh vẫn nằm im. Bảo sao đỉnh này không bị ai lấy mất, nặng thế này, có là thiên tiên cũng không di rời được, Ngô Bình lắc đầu, bắt đầu nghĩ cách đem nó đi. Bất thình lình, anh nhanh trí nghĩ ra một cách, bèn đặt hai tay lên đỉnh thêm lần nữa. Lần này anh điều tạm luồng sức mạnh trong đỉnh, mượn sức đánh sức. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh cuồn cuộn tiến vào cơ thể anh. Đạo trùng chấn động rồi nuốt chửng ngay luồng sức mạnh ấy. Sau đó, rễ của đạo diệp đâm vào hư không. Giây tiếp theo, vô số rễ xuất hiện bên đỉnh, mọc chi chít quấn chặt lấy nó. Rồi mặt đất hơi chấn động, cái đỉnh kia đột nhiên biến mất. Đỉnh vừa biến mất, mặt đất rung chuyển như trời long đất lở vậy, Ngô Bình gần như không thể đứng vững, chao đảo hơn một phút mới dừng lại. Lúc này, Ngô Bình phát hiện trong đan điền có thêm một cái đỉnh nhỏ này. Đỉnh nhỏ được rễ của đạo trùng bám chặt, không thể cục cửa. Ngô Bình ngơ ngác, anh cảm nhận kỹ hơn, nhận thấy đạo trùng đang không ngừng hút năng lượng trong cái đỉnh nhỏ. Khẽ lắc đầu, anh tiếp tục đi về phía trước để thăm dò, chẳng bao lâu sau đã đến rìa hố đất. Nơi này không còn gì khác nữa. Xem ra cửu đỉnh đã dẫn dắt chuột tìm báu vật đến đây, anh lẩm bẩm. Anh vỗ đầu con chuột, đút vài hạt dưa cho nó, hỏi tiếp, nhóc con, ở đây còn bảo vật gì nữa không? Chẳng ngờ chuột tìm báu vật lại hiểu tiếng người. Nó lắc lắc đầu, tỏ ý không còn bảo vật khác nữa. Ngô Bình lập tức quay về. Đến bờ sông, anh nói, bên trong quả nhiên có một thiên thi, đã bị tôi xử lý rồi. Nói đoạn, anh lấy đồ tùy táng ra cho hai người họ xem. Thấy cây thương, An Tự Tại kinh ngạc hô lên, thương tốt. Anh Ngô, cây thương này trông rất phi thường, chắc chắn có tên trong binh khí phổ. Ngô Bình hỏi, ồ, binh khí phổ. An Tự Tại gật đầu, danh sách xếp hạng thần khí có nguồn gốc từ Tiên Quốc, gồm 108 món binh khí. Nhà họ An chúng tôi có một bộ binh khí phổ, tôi có chút ấn tượng. Anh ấy vừa nhìn chằm chằm vào cây thương vừa suy nghĩ, bỗng vỗ đầu rồi kêu lên, tôi nhớ ra rồi, cây thương này tên là lưỡi hái máu, xếp thứ 72 trong binh khí phổ. Đôi mắt Ngô Bình sáng lên, lưỡi hái máu ư, được đấy. Cái tên, lưỡi hái máu, vừa được thốt ra, cây thương kia đã ngân dài một tiếng. Có một dòng thông tin xuất hiện trong đầu Ngô Bình, đó là một bộ thương pháp tên là Sáu Thức Huyết Hải. Chương 939, Cát Thần Ngũ Sắc. Ngô Bình nói, này, trong đây không còn gì nữa cả, chắc chắn thứ chuột tìm báu vật đang tìm là cây thương này. Trình Lý có vẻ ngưỡng mộ nói, anh Ngô may mắn thật đấy. Sau khi ba người trở lại mặt đất thì lập tức bị bất ngờ với cảnh vật ở bên trên. Khắp sa mạc rộng lớn là các cái hố rất to và sâu, bầu trời cũng chỉ có một màu đen kịt, nhiều chỗ còn lộ ra đường chân trời cùng màu, trông gần như vũ trụ bất tận. Nhiều nơi còn có núi nhô lên, trông rất tang hoang. Trình Lý lẩm bẩm, ban nãy có động đất, không ngờ trên này lại thay đổi nhiều thế. An Tự Tại híp mắt nói, trời sụp xuống thế này chắc chắn để ngăn bảo vật bị người ta lấy mất. Trình Lý, có người lấy bảo vật ư, bảo vật gì thế? An Tự Tại lắc đầu, tôi không biết, nhưng chắc chắn là bảo bối vô giá.
Hai, không biết ai sẽ gặp may đây. Sau này về nhất định phải kể cho gia tộc nghe để họ cho người đi điều tra mới được. Ngô Bình cũng ngẩn ra, không ngờ lấy cửu đỉnh xong mà cả không gian lại thay đổi nhiều như thế. Trình Lý, anh Ngô, chúng ta đi tiếp chứ? Ngô Bình, đi tiếp thôi. Ba người tiếp tục đi thêm hơn chục cây số nữa, bỗng có một nữ tu chạy tới, quần áo của cô ấy lộn xộn, tóc tai rối bời, cứu tôi với. Nói rồi, cô ấy nằm luôn phía sau nhóm Ngô Bình. Ngô Bình nhìn nữ tu đó thì thấy cô ấy có dáng người rất đẹp, bộ quần áo rộng cũng không thể che được vóc dáng quyến rũ. Ngoài ra, cô ấy còn rất xinh, không kém các người đẹp bên cạnh Ngô Bình chút nào. Ngô Bình cau mày, cô là ai? Nữ tu quỳ xuống rồi nói, anh Ngô, tôi là Minh Diệm, cứu tôi với. Không chờ Ngô Bình trả lời, đã có một đám người xông tới, dẫn đầu là Long Uy. Số người cạnh hắn đã giảm mất 1/3, chắc chết hết rồi. Long Uy nhìn thấy Ngô Bình thì ngẩn ra rồi nói, Ngô Bình, anh chưa chết à? Ngô Bình chẳng thèm ẩn thân nữa mà nói, tôi chết hay không thì liên quan gì đến anh? Long Uy cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm vào An Tự Tại, anh An, anh dám lừa tôi à? An Tự Tại cười khẩy nói, tôi lừa anh đấy thì sao nào? Thực lực mà Ngô Bình thi triển khiến An Tự Tại như được tiếp thêm sức mạnh, vì thế anh ấy chẳng việc gì phải khách sáo với Long Uy nữa. Long Uy cười nói, các người cứ chờ đấy. Sau đó hắn nhìn Minh Diệm ở sau lưng Ngô Bình rồi lạnh giọng nói, Minh Diệm, ra đây. Minh Diệm lắc đầu, bàn tay trắng bệch bấu lấy áo Ngô Bình, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Long Uy nổi giận rồi bước nhanh về phía Minh Diệm, cô ấy hét lên, anh Ngô cứu tôi với. Long Uy cười lạnh, không ai dám xía vào chuyện của tôi đâu. Nói rồi, hắn vung tay lên, tránh ra. Hắn sấn tới định đẩy Ngô Bình. Nhưng vừa đẩy nhẹ anh một cái thì đã có một lực phản lại, làm tay hắn bật ra. Long Uy kinh ngạc, sau đó vô thức lùi lại rồi tức tối nói, anh định đối địch với tôi à? Ngô Bình lạnh giọng nói, anh ngông thật đấy. Long Uy cười lạnh rồi lấy một lá bùa ra, sau đó nói với Ngô Bình, tôi biết anh mạnh, nhưng thực lực có mạnh đến mấy thì cũng không đọ lại được bùa long hồn của tôi đâu. Dứt lời, hắn nuốt lá bùa xuống bụng, ngay sau đó, toàn thân hắn đã tỏa ra khí tức đáng kinh ngạc. Thực lực lập tức tăng vọt. Anh Ngô, đây là bùa long hồn, nghe nói nó có thể phát huy sức mạnh của long thần, An Tự Tại nhắc nhở. Ngô Bình thờ ơ nói, Long Uy, anh tưởng ăn một lá bùa vào là có thể đấu lại được tôi à? Đúng thế, tôi có bùa long hồn giúp sức, các tu sĩ cùng cấp đều không phải đối thủ, Long Uy gào lên rồi tấn công Ngô Bình. Ngô Bình giơ tay ra đỡ, sau đó dễ dàng bắt được cổ tay của Long Uy rồi dùng sức hất ra. Long Uy bị Ngô Bình đẩy ngã mạnh xuống đất, mặt đất rung chuyển, hắn hét lên thảm thiết. Ngô Bình lại xách cổ hắn lên rồi ném xuống tiếp. Mỗi lần như thế, đá dưới mặt đất lại nứt ra, toàn thân Long Uy đau đớn, bùa long hồn cũng không giúp được gì. Đúng lúc này, Long Uy chợt cất tiếng như tiếng rồng ngâm, sức mạnh của hắn tăng vọt, hai tay cầm chặt tay Ngô Bình rồi ra sức đẩy anh ra. Lúc này, làn da của Long Uy phủ đầu ấn rồng màu vàng, khí tức của hắn như biển. Đôi mắt cũng biến thành mắt của thằn lằn, trông rất đáng sợ. Ngô Bình quan sát hắn thì thấy uy lực của bùa long hồn mạnh hơn anh tưởng. Ngô Bình hừ một tiếng rồi lấy lưỡi hái máu ra, sau đó nói, tôi sẽ đánh cho anh tâm phục khẩu phục trong 10 chiêu. Long Uy hét lên rồi bay lên cao, sau đó chộp lên đỉnh đầu của Ngô Bình. Bù! Vô vàn các mũi thương bắn ra. Bụp bụp! Các vảy rồng trên người Long Uy nổ tung. Hắn kêu lên một tiếng rồi bị khí thế của thương đẩy ra xa, không thể tiến lại gần Ngô Bình. Chết đi! Long Uy đáp đất rồi chạy tới gần Ngô Bình. Ngô Bình cười lạnh, sau đó quay tròn cây thương rồi đánh vào vai hắn. Long Uy chưa xứng làm đối thủ của anh. Rắc! Dù động tác của Long Uy có nhanh nhẹn đến mấy thì vai vẫn bị trúng đòn, máu tươi chảy ra. Ngô Bình ấn mạnh tay xuống, Long Uy hét lên đau đớn, sau đó quỳ xuống đất. Ngô Bình bật người lên đá hắn bay xa rồi nói, phục chưa? Long Uy sợ hãi, hắn đã dùng bùa long hồn nhiều lần nào cũng hạ được kẻ địch. Vậy mà lần này chẳng những không thể thắng được Ngô Bình, mà còn bị anh đánh cho sống dở chết dở, rốt cuộc anh mạnh đến mức nào? Biết mình không phải đối thủ của Ngô Bình, Long Uy nhìn anh rồi lạnh giọng nói, núi cao còn có núi cao hơn, cứ chờ đấy mà xem. Long Uy dẫn người bỏ đi, Trình Lý và An Tự Tại đang vô cùng chấn động. Họ phát hiện mình đã đánh giá thực lực của Ngô Bình quá thấp. Minh Diệm quỳ xuống nói, cảm ơn cứu mạng của anh Ngô.
Ngô Bình, mời Minh Tiên Tử đứng dậy. Anh đỡ cô ấy dậy rồi hỏi, tại sao Long Uy lại truy sát cô? Minh Diệm lấy một thứ như ngọc ra rồi nói, vì tôi đã tìm thấy bảo bối này. Ngô Bình nhìn kỹ thì thấy đó là bùn nên kinh ngạc hỏi, đây là đất thần ư? Minh Diệm gật đầu, anh Ngô, tôi đã tìm thấy khối đất thần này, nhưng không ngờ lại bị Long Uy phát hiện, hắn định cướp của tôi. Tôi không chịu nên mới bị hắn truy sát, trên đường chạy, tôi đã bị hắn bắt, lũ súc sinh ấy định làm nhục tôi. Tôi phải hạ một tên thì mới chạy thoát được, nếu không được anh Ngô cứu thì tôi chết chắc rồi. Ngô Bình gật đầu hỏi, cô tìm thấy đất thần ở đâu? Minh Diệm, cách đây hơn 100 cây số có một cái hố rất lớn, bên dưới có nước, xung quanh mọc đầy linh dược, tôi đã nhìn thấy khối đất thần này dưới gốc một cây linh dược. Ngô Bình biết đất thần sẽ không xuất hiện một mình nên nói, Minh Tiên Tử, cô có thể dẫn tôi đến đây không? Minh Diệm gật đầu, được. Chương 940, Đá Thần. Minh Diệm đi trước dẫn đường, bốn người đi hơn 100 cây số, quả nhiên đã nhìn thấy một cái hố trời. Chiếc hố đã bị nứt, nước dưới đáy tràn ra ngoài. Ngô Bình liếc nhìn rồi nhảy ngay xuống, diện tích dưới đáy rộng bằng nửa bãi bóng. Trước đó, đáy hố sâu vài mét nên Minh Diệm chỉ tìm được ở ven hố thôi. Nhưng bây giờ, Ngô Bình đã đi được hẳn xuống dưới đáy. Dưới chân anh là cát mịn ngũ sắc, anh dậm lên đó tìm kiếm. Trình Lý đứng trên miệng hố định nhảy xuống, nhưng bị An Tự Tại cản lại, anh ấy nói, đồ ở đây là của anh Ngô hết rồi, chúng ta đừng xen vào. Trình Lý có vẻ không cam tâm, nhưng một mình anh ta cũng không dám làm gì, dẫu sao Ngô Bình cũng rất mạnh nên anh ta chỉ biết thở dài ngao ngán. Minh Diệm cũng nhảy xuống theo Ngô Bình rồi nói, anh Ngô, ban nãy tôi chưa xuống nước, hình như dưới này cũng có đất thần đấy. Ngô Bình một tiếng, sau đó lấy một cái xẻng ra bắt đầu xúc cát rồi cho vào túi. Minh Diệm kinh ngạc hỏi, anh Ngô, anh lấy cát này làm gì? Ngô Bình không có thì giờ giải thích nên nói, cát này trông đẹp quá, tôi xúc một ít mang về cho vào hồ ở nhà. Minh Diệm cười nói, để tôi giúp anh. Chỗ cát này không có nhiều, Ngô Bình bỏ vào vài cái túi là hết rồi. Xúc cát xong thì Ngô Bình lại đào đất thần ngũ sắc dưới đáy hồ, đất thần ở đây đã hóa thạch. Có khoảng hơn 100 khối với đủ mọi hình dạng. Thấy có nhiều đất thần như vậy, Minh Diệm mừng rỡ nói, nhiều đất thần quá. Ngô Bình không nói gì, chỉ tập trung xúc đất thần cho vào nhẫn chữ đồ rồi giải thích, đúng ra mà nói thì đây không phải đất thần, mà là đá thần. Đất thần mà ở lâu trong một môi trường đặc biệt thì sẽ biến thành đá thần. Hiệu quả của đá thần mạnh hơn đất thần nhiều. Minh Diệm vô cùng ngưỡng mộ, anh Ngô, anh hiểu biết nhiều thật đấy. Ngô Bình cất cái xẻng đi rồi nói, Minh Tiên Tử, cảm ơn cô đã dẫn tôi đến đây, cho cô này. Anh lấy 20 khối đá thần ra đưa cho Minh Diệm. Minh Diệm vừa mừng vừa ngạc nhiên, nhưng vẫn xua tay, tôi không lấy đâu, những thứ này quý giá quá. Ngô Bình cười nói, cô cứ cất đi, tôi còn nhiều mà. Thấy Ngô Bình thật lòng muốn tặng mình, Minh Diệm nhận lấy rồi nói cảm ơn. Sau đó, Ngô Bình lại đi quanh đáy hồ một vòng và đào thêm được ít đá thần vụn nữa. Cuối cùng, anh nhổ hết linh dược quanh hồ lên, dù chúng không quá quý giá, nhưng bỏ đi thì phí. Khi anh lên trên bờ, An Tự Tại cười nói, chúc mừng anh Ngô lại có thêm thu hoạch. Ngô Bình lấy 10 tảng đá thần ra rồi ném cho An Tự Tại, nói anh cũng có phần. An Tự Tại vui mừng nói, cảm ơn anh. Trình Lý thấy Ngô Bình không chia cho mình thì tỏ rõ thái độ không vui, anh ta ngoảnh mặt sang một bên không nói gì. Ngô Bình mặc kệ. Ban nãy anh đã nhìn thấy hành động của anh ta. Vì thế anh chẳng hơi đâu chia phần cho anh ta. Ngô Bình hỏi Minh Diệm, Minh Tiên Tử có muốn đi cùng chúng tôi không? Minh Diệm gật đầu thật mạnh, hy vọng anh không chê tu vi của tôi thấp. Ngô Bình cười nói, giờ cô là bạn của chúng tôi rồi, đi thôi. Thế rồi, Ngô Bình đã trở thành thủ lĩnh của nhóm này. Còn An Tự Tại cũng tự giác nhường vị trí cho anh, dẫu sao ở đây chỉ trọng thực lực, Ngô Bình học rộng biết nhiều. Thực lực lại mạnh thì bọn họ phải phục thôi. Ngô Bình quyết định đến động truyền võ xem xét, vì thế đã đi theo chỉ dẫn trên miếng da thú. Một lúc lâu sau, trời bỗng trở lại, gió lạnh rét thấu xương, phía trước còn ẩn hiện một màu trắng xóa. Minh Diệm nhìn rồi nói, anh Ngô, phía trước có tuyết, chắc là đồng tuyết rồi. Đồng tuyết cũng giống như sa mạc, một trong những khu vực nguy hiểm nhất của bí cảnh thiên võ. Các sinh vật ở sa mạc còn dễ phát hiện. Chứ sinh vật ở đây có thể trốn dưới tuyết nên rất khó đề phòng. Nghe thấy là đồng tuyết, Trình Lý lập tức đứng lại rồi nói, tôi nghĩ chúng ta không nên đi tiếp, đồng tuyết rất nguy hiểm,
vào rồi khó mà ra được. Thấy thế, Ngô Bình hỏi An Tự Tại, anh tính sao? An Tự Tại cười nói, anh Ngô đi đâu thì tôi đi đấy. Ngô Bình lại hỏi Minh Diệm, cô thì sao? Minh Diệm, tôi đi theo anh. Ngô Bình gật đầu, thế thì đi thôi. Ba người tiếp tục cất bước, còn Trình Lý ở lại với vẻ mặt nhăn nhó. Sau một thoáng do dự, anh ta rẽ sang trái, rõ ràng không định tiến vào đồng tuyết. Khi tiến vào đồng tuyết, lông mi mày và tóc của nhóm Ngô Bình đã phủ tuyết trắng xóa, Minh Diệm mới ở cảnh giới nhân tiên nên người đã bị đông cứng đến mức run rẩy. An Tự Tại kinh ngạc nói, nhiệt độ ở đây thấp quá. Nhiệt độ thấp thế này, đến nguyên tử cùng ngừng hoạt động, nhân tiên có mạnh đến mấy cũng phải giữ ấm cho cẩn thận. Ngô Bình vẽ cho hai người kia hai lá bùa giữ ấm, ngay sau khi cầm lấy bùa của Ngô Bình, An Tự Tại và Minh Diệm đã giữ được nhiệt độ ở mức 0 độ, không đến mức bị đóng băng. Ngô Bình thì không cần, vì âm dương pháp bảo có công dụng cản lạnh rồi. Sau khi đi một đoạn đường dài, Minh Diệm chợt hét lên rồi ngẩn ra tại chỗ. Ngô Bình ngoảnh lại thì thấy mặt cô ấy tái nhợt, sau đó cô ấy ra hiệu cho anh nhìn xuống chân cô ấy. Ngô Bình nhìn xuống thì thấy dưới lớp tuyết dày có một con bạch xà, chân của Minh Diệm giẫm trúng đầu nó. Cái đầu của nó còn to hơn cả người của cô ấy, giờ nó đang híp mắt như ngủ say. Ngô Bình nhìn rồi nói, đừng sợ, nó đóng băng rồi. Minh Diệm thở phào một hơi rồi nhấc chân lên. Ngô Bình đứng lại quan sát con rắn thì thấy nó rất to, dài khoảng 50 mét. Đầu to như cái hang, khí tức rất mạnh, nhiệt độ thấp thế này cũng không thể khiến nó chết vì lạnh. Ngô Bình vung tay, tuyết động bên dưới tan ra, con rắn đã hiện rõ trước mặt mọi người. Nó cuộn tròn người lại như một ngọn núi nhỏ. An Tự Tại nói, anh Ngô, anh định cứu nó à? Ngô Bình, có cứu hay không thì còn phải xem số mệnh của nó ra sao. Anh dán một lá bùa giữ ấm lên đầu con đại xà, cơ thể nó lập tức ấm lên, phần thân bị đông cứng cũng thoải mái hơn. Một lát sau, nó bắt đầu cử động, sau đó ngẩng đầu lên, mở mắt rồi nhìn Ngô Bình. Ngay sau đó, đầu nó gục xuống đất, sau đó chậm chậm tiến lại gần Ngô Bình, với loài rắn mà nói thì hành động đó là biểu thị sự hàng phục. Xem ra, con rắn này rất thông minh, nó biết Ngô Bình đã cứu mình nên cảm ơn. Ngô Bình nói, mày hãy làm vật cưỡi cho bọn tao. Nói rồi, nhảy lên đầu nó, sau đó Minh Diệm và An Tự Tại cũng nhảy lên theo. Ngô Bình chỉ lên phía trước rồi nói, đi. Con bạch xà trườn trên nền tuyết với tốc độ rất nhanh. Nhờ có bùa giữ ấm của Ngô Bình mà nó không sợ lạnh nữa, càng trườn người càng ấm lên. Con rắn này có lực uy hiếp rất lớn, cả đoạn đường họ gặp cả bầy sói và báo, nhưng không con nào dám lại gần. Bỗng có một ngọn núi tuyết xuất hiện trước mặt, Ngô Bình nhìn đường đi trên tấm da thú thì xác định ngay đây là ngọn núi mình cần tìm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 54.